xíu à. Mà cái sofa khổng lồ như vậy, trái nhà rồi sao ra hẻm được biết nữa. Có ai ở nhà không? Ai nói chuyện xui xẻo dữ vậy trời. Hi everybody. Em chào nhỏ. Nữ. Cái gì? Cho cô gặp người lớn được không? Cái mặt tôi già nhất nhà này rồi đó. Ủa già hả? Sao thấy làm như 12, 13 tuổi mà. Nhìn kỹ giùm cái. Ờ ha. Nhìn xa xa tưởng là học trò middle school, nhìn gần là biết middle age rồi. Nhiều ủa là tới rồi. Coi bói hay là coi mắt tôi mà hỏi nhan sắc tôi dữ vậy? Khoan khoan, nhưng mà xin lỗi già thì như vậy là người tôi này... là cậu Tơ nè. Ô cậu Tơ tôi, trời ơi, bạn bè tôi nói là cậu là coi bói linh thiêng lắm. Đây nè, hôm nay tôi muốn vô tôi hỏi. Nữ im đi, nhìn mặt nữ thôi là biết nữ tới đây kiếm cậu coi gì rồi đó. Ủa biết liền vậy đó hả? Mở cây quạt này ra nghe, nhìn mặt nữ là biết tới coi tình duyên hay là gia đạo. À coi gia đạo phải không? Đúng nhận sai từ từ cãi cậu nghe. Ủa im re vậy? Tại cậu nói sai là từ từ cãi, bây giờ cãi nè, không có phải là coi gia đạo. Ủa chứ coi gì? Coi tình duyên. Thí dụ coi tình duyên xong hợp ý ưng bụng có cưới ta làm vợ chồng không? Nhào vô lấy liền là gia đạo rồi đó. Cãi cậu không hà. Thôi cậu nói hay quá. Nhưng mà khoan khoan, cậu trước khi coi đó, cậu cho tôi hỏi cái này chút xíu nha. Cậu ơi, tôi thấy đi từ hẻm vô đây thấy cái chỗ này nó quen ghê gớm lắm. Có phải ngày xưa ở cái chỗ này là cái trường học cũ không? Đúng rồi, ngay cái góc này xưa là trường làng đó. Học sinh học đông lắm. Vậy hả? Sau này giải tỏa, nhà dân mới mọc lên. Trời ơi, vậy là đúng rồi. Đây nè, cậu tôi cho, đây nè, cậu biết không? Đây nè, nhìn qua cái cửa sổ nhà cậu. Trời ơi, hàng xóm nhà cậu sao nó nhiều dữ vậy? Hàng xóm tôi được cái nhiều chuyện bu đông lắm. Ai cũng dòm tôi với cậu hết trơn ha. Ừ. Đây nè, tôi nói cậu nghe nè, nhìn ra đây nè nha. Vậy là đây là đúng là cái trường cũ của tôi rồi. Nhìn ra đây là cái cây phượng vĩ. Đó. Đúng rồi, góc này trồng phượng nhiều lắm. Đó, trời ơi, phượng nó nở rực à. Rồi ve sầu kêu vênh vang, trời ơi, cái mùa hè tới đó cậu. Rồi, bên cái cây phượng vĩ tôi nhớ là người ta hay bán hàng lắm. Ừ. Đây có một cái xe, ngày xưa người có một cái xe bán thuốc lá. Đúng rồi, đúng mấy không? Góc Sài Gòn mình xưa xe thuốc lá nhiều đúng lắm. Đúng rồi, ở dưới người ta bày những cái hộp thuốc lá. Còn ở trên thì người ta treo toàn ten tròn. À mấy cái áo mưa. Đúng rồi. Áo mưa mà một người xài đó. Không, tụi tôi xài hai người. Trời đất ơi, tức là thiết kế một người cho an toàn, bà xài hai người tại quầy rồi sao? Không, xài hai người vẫn đủ mà, treo toàn ten đủ màu hết á. Không, mấy cái màu cơ bản đâu ra đủ màu. Mấy cái áo mưa một người bỏ vô bóp mình á. Không, áo mưa tôi bỏ vô cốp xe. Bà quê mùa nữa, áo mưa phải bỏ vô bóp, đem theo bên mình lỡ cấp bách rút ra xài còn kịp. Chứ bỏ vô cốp xe không lẽ mỗi lần nổi hứng lên kêu bạn đợi trong phòng, rời khỏi giường ra bãi xe lục 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 bạn mình mất hứng rồi sao? Trời, cậu không biết rồi, chờ đợi là bơi mình trong hạnh phúc. Hồi xưa tôi nhớ là đúng mà tôi yêu đó, tôi thích nhất cái hình ảnh mà anh ấy đứng lục 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 cái áo mưa ra, lấy cái áo mưa ra bung ra, cả hai đứa cùng xài chung. Trời đất ơi, áo mưa mà hai đứa xài chung. Mà tôi nhớ cái thời đó làm như chúng tôi mới yêu nhau đó, ngày nào cũng xài áo mưa hết cậu. Trời đất ơi, ngày nào mà cũng xài áo mưa. Đúng rồi. Trời, cặp đôi bà sung mãn dữ vậy đó hả? Không có, bởi vì Sài Gòn thời đó nó mưa dữ lắm, tháng 7 mà. Khoan, ý bà nói cái áo mưa gì? Áo mưa cái lúc trời mưa á. Trời đưa cái áo mưa lúc trời mưa hả? Ừ. Tôi tưởng đang nói cái áo mưa lúc mây mưa với nhau. Ừ, trời ơi. Để hiểu lầm lắm à. Trên đời có hai loại áo mưa, mặc khi xuống phố và mặc khi lên giường, hiểu không? Một loại á thì chống nước chống sình, một loại thì phòng chống bụng mình phình ra. Đúng rồi đó. Tự hiểu cậu ý ơi. Cậu đó nghe không? Đây nè cậu, dạ. Không mấy cho tôi cúng lễ mấy cây nhang cho thần thánh. Đi coi bói mà cúng bói nhang, bộ tính coi chùa hay gì? Ủa là sao? Phải có tiền lễ đặt lên chứ. Ủa? Tưởng thần thánh là ăn nhang là đủ rồi. Thần thánh thích nhang, thần thánh no. Dạ. Tôi thích nhang, tôi nám phổi, tôi chết. À tôi hiểu rồi, dạ dạ. Con nói thầy nghe nè, nếu mà thầy làm cho mà nó linh hiển cuộc đời con thì cỡ nào con cũng đặt hết á. Mà tôi nói cho nữ nghe nha, thần thánh tôi thờ xa lắm, thờ tuốt ở bên Tây, ông Tơ bà Nguyệt đó. Trời mỗi ơi. Lần về xong mà rước đi là giá khứ hồi hạng thương gia không đó nghe. Đặt một chiều tôi không có coi được đâu. Thôi được rồi, mấy chiều cũng được, miễn là linh thiêng là được rồi. Rồi muốn khấn gì khấn đi cậu. Dạ, coi cho. Bây giờ khấn nha. Ừ. Dạ con bắt đầu con khấn nha cậu. Ừ. Dạ. Con nói mình làm sao mình cho nên tụi con mà xong. Dạ hôm nay con làm sao cho con có thể làm được. Đây là những ý của con mà cậu nói nha. Dạ xong rồi đó cậu. Mụ nội tôi cũng không nghe được nữa. Sao vậy? Bà khấn trong họng ai nghe. Trời ơi thần thánh mà, nói cỡ nào thần thánh cũng
không nghe hết đó. Dạ thưa nữ, thần thánh lớn lắm rồi, 500-700 tuổi rồi, lãng tai rồi. Phải nói rõ tôi nghe, rõ tôi tâu lại với bề trên ta nghe. Trời ơi, dạ thôi nói lớn lên luôn ha. Dạ thường thường chứ con cầu khẩn là con cầu ẩm trong miệng không à. Dear Mr. Spider and Mrs. Moon. Bà điên hả? Dạ sao? Bà khấn gì vậy? Không, Spider là tơ mà Moon là Nguyệt, là ông tơ bà Nguyệt đó cậu. Trời ơi, tôi thầy bói. Bà kêu Spider, tưởng Spider-Man người nhện không đó. Không, ông tơ bà Nguyệt. Tôi không biết tiếng Anh, không tiếng Việt đi. Dạ dạ thôi là tiếng Việt, trời ơi, cậu khó quá. Dạ, ông tơ bà Nguyệt ơi, con tên là Kimberly. Gì Kimberly? Không, tên Mỹ, con Việt Kiều mà. Kimberly. Kimberly à? Dạ. Thực sự ra là con mấy chục năm rồi, con ở xa con về, con muốn tìm lại người yêu cũ. Ừ. Bởi vì con nghĩ là chỉ có người yêu cũ mới yêu con say đắm, chân thành mà thôi. Ừ. Dạ giờ con cầu ông Tơ Bà Nguyệt làm sao để xe duyên lại cho tụi con. Bởi vì nếu có điều gì vĩnh cửu thì con chỉ xin là chỉ là tình yêu của chúng con mà thôi. Dạ con cảm ơn ông Tơ Bà Nguyệt, con cảm ơn cậu Tơ giúp giùm con. Cái gì vậy? Cậu Tơ nói cái gì vậy? Cậu nói gì vậy cậu? Nói tiếng bề trên. Hiểu. Chừng nào mà thành người bề trên như bà hiểu. Thắc mắc quá. Nữ ở đâu? Kali. Có nãy Kali. Cái ông kia ở đâu? Cà Mau. Nó áo mới Cà Mau. Ân trên nói cho biết đó nghe, sẽ gặp lại đó. Trời ơi, thiệt không cậu Tư? Ông quên là cậu Tơ, tôi thiệt hả? Trời ơi, mà chừng nào chừng nào mới gặp lại, hỏi giùm con đi, hỏi giùm con cái. Mình là quen. Sẽ sớm thôi. Sớm mà, trời ơi sớm. Trong ngày hôm nay đó. Hả? Trời ơi, thôi đừng giận mặt con cậu Tơ. Có không? Trong ngày hôm nay luôn hả? Trời ơi, nhưng mà ở đâu? Hỏi giùm con cái ở đâu? Đi coi bói, đừng hỏi nhiều quá, tôi bí. Hả? Ủa? Không phải, ý là thiên cơ bất khả lộ, bí mật. Trời ơi, nhưng mà gặp là khi nào? Sáng, trưa, chiều, tối, khi nào gặp vậy vậy cậu? Ủa thoảng thoảng á. Cái gì? Bây giờ nói cho nữ nghe. Dạ, dạ. Đem phép về đeo vô đi. Dạ. Cái sợi chỉ đỏ này đó. Dạ. Sợi chỉ tơ hồng đó nghe không? Đeo ngón áp út đi. Dạ, trong dạ. Vòng 9 phút. Gặp lại người yêu cũ. Cái gì? 9 phút hả? 9 phút. Trời làm gì có chuyện đó xảy ra. Trời bây giờ làm sao mà 9 phút mà gặp được ở đâu hả? Dạ tôi lại bà. Dạ. Không biết tôi coi hay bà coi nữa. Bà làm ơn trong vòng 9 phút rời khỏi nhà chạy thẳng ra đường thế nào cũng gặp. Mà dạ. Đứng ở đây là hồi sau 9 phút người yêu bà là tôi luôn đó. Dạ thôi. Con cảm ơn cậu, con đi liền. Dạ con cảm ơn. Dạ con đeo vô rồi. Trời giờ còn 8 phút rồi đấy nè. Khách cậu Tơ ơi, cậu Tơ. Tỉnh người khùng. Cậu Tơ có nhà không cậu Tơ? Ai vậy? À. Khách quen. Dạ, cho gặp cậu Tơ. Tôi nè. Ủa? Dạ con thấy tưởng là cậu cô chứ. Mới xăm cặp chân mày tài lộc nhìn không ra phải không? Dạ đúng rồi, bữa nay nó sao nó đậm dữ thầy. Đi tái khám về hả? Ồ sao thầy biết hay vậy? Thì lịch của ông tôi biết mà. Dạ. Sau này doctor nói làm sao tin dạ. Không? Dạ, doctor mới cho biết là bệnh nhẹ hết rồi thầy. Mấy cái bệnh nhẹ hết rồi hả? Dạ. Nhờ ơn nhờ phước cậu đó nghe. Đêm nào cậu coi ngày tháng tên tuổi, lập đàn cầu an mỗi ngày đó. Bệnh nhẹ hết nhờ ơn cậu đó. Nhưng mà bệnh nặng còn thầy. Bệnh nặng còn hả? Dạ. Tại cậu không nói sao cậu biết. Tại vì bình thường là bệnh nhẹ cậu cầu an thôi. Giờ còn bệnh nặng phải không? Dạ. Để vài bữa cậu cầu siêu cho. Cậu cầu à. Cầu tiêu tan bệnh tật. À, dạ, cầu tiêu tan, thầy nói lẹ lẹ chứ thầy nói ngắt con hơi giật mình. Ừ. Dạ. Thôi bây giờ sao? Tới thì cậu chi? Dạ, bữa nay con cũng lại cái chuyện hôm nọ đó thầy. Ừ. Dạ. Là muốn gặp lại cô ấy sau mấy chục năm xa cách đúng không? Ông Trọng muốn gặp lại bà Kiều phải không? Dạ. Thôi biết rồi, để tôi cầu cho. Dạ không phải. Chứ gì? Con lại đây để con cầu xin thầy làm sao thầy cắt giùm con. Ủa tôi thầy bói. Đâu phải giải phẫu thẩm mỹ đâu trời. Dạ không phải. Tôi không biết cắt gì trên người ông đâu nghe. Dạ không, thầy hiểu lộn rồi. Dạ, con chỉ muốn xin thầy cắt duyên giùm con. Cắt duyên hả? Con không muốn gặp lại cô đó. Sao vậy? Sao mấy lần tới tha thiết lắm mà. Dạ. Kỳ vậy trời. Vừa nói con bệnh nặng thầy à. Tự nhiên sau mấy chục năm không muốn gặp lại cô ấy nữa. Dạ. Bộ ông chuyển hệ rồi hả? Không thích phụ nữ nữa, mê đàn ông rồi phải không? Trời đất ơi, nào giờ bóng lén bóng lút hả cha?
giờ bóng quang minh chính đại rồi phải không? Thôi được rồi thầy, cậu nói cái gì đó cũng được, miễn làm sao cậu giúp con cắt duyên dùm con. Là không muốn gặp lại hả? Dạ nhất định không muốn gặp lại thầy. Sao nhiều chuyện quá vậy không biết nữa à. Đây nè, cái sợi chỉ tôi cầu duyên đeo vô người hả? Mỗi ngày đó. Không, bây giờ cắt là không gặp lại nữa đâu đó. Sắp gặp rồi đó mà giờ kêu cắt đó. Dạ thầy cắt. Bây giờ suy nghĩ kỹ chưa? Kiếp sau mới gặp lại đó nghe. Suy nghĩ kỹ đi. Cắt luôn rồi. Rồi suy nghĩ chắc tới sáng mai quá. Vậy là được rồi hả thầy? Không bao giờ gặp đây nữa, kiếp sau mới gặp đó. Đội ơn thầy. Ngồi nghỉ ngơi chút xíu đi. Chết rồi. Dạ. Dạ thôi chết rồi. Dạ tôi quên cái bóp. Dạ xin phép cậu cho tôi. Cậu chưa đụng tay vô nghe. Nữ lấy đi. Dạ không có gì trong đó. Dạ cho xin phép. Ông anh cho tôi xin lấy. Cái này hả chị? Dạ. Dạ. Cảm ơn ông anh. Trời ơi. Anh Trọng. Má này làm hết hồn nè. Kiều. Ông điên rồi cha. Ông uống thuốc vô đi quán gà rồi đó. Bả tên Kimberly chứ không phải tên Kiều. Không phải. Tôi tên là Kiều. Qua Mỹ vô quốc tịch mới đổi là Kimberly. Kiều. Trời ơi anh Trọng. Trời, bao nhiêu năm nay mới gặp là được anh. Trời, em mừng quá. Trời ơi. Trời, Linh quá, đúng 9 phút rồi. Ủa tôi coi Linh gì hết trời. Trời ơi. Bình thường coi chật không đó. Trời ơi anh Trọng ơi. Trời ơi. Ê, nói nghe. Bây giờ hai người gặp lại nhau mừng quá vậy. Đúng rồi. Mà xa nhau bao nhiêu năm rồi? Dạ 40 năm. 40 năm. Dạ. Còn thương nhau thắm thiết đi tìm nhau vậy. Mắc gì xa nhau? Tại anh đó. Tại em. Tại cổ. Tại anh. Tại em tại chứ. Ông á. Mà bớt cãi lộn lại đi. Cái cách cãi lộn của hai người làm mấy cái đứa nhiều chuyện như tôi bực mình lắm. Không biết rõ câu chuyện đó đi kể là ai, hiểu không? Bây giờ nè, không lẽ giờ biến về thời quá khứ để coi lý do có ai đúng ai sai? Thôi giờ như vậy, không cần biến, tụi tôi diễn lại ngay tại chỗ để cậu biết mà cậu phán là ai đúng ai sai. Làm lại cậu coi đi nha. Anh nhớ không? Cái chuyện mà trong quán cà phê 40 năm về trước anh nhớ không? Chuyện xảy ra đó. Quán cà phê. Làm sao mà quên được. Rồi, đúng rồi. Mình nhớ nha. Mình làm lại cho cậu tôi coi nha. Bây giờ diễn lại cảnh đó phải không? Đây, 40 năm về trước. 40 năm về trước? Cái thời hai người còn đi học đó hả? Nhưng mà cách đây 40 năm tôi chưa tồn tại trên đời mà trời. Tôi đứng đây tôi làm gì? Bán cà phê, cô gái bán cà phê. Được làm cô gái bán cà phê hả? Mời quý vị coi lại cảnh quán cà phê cách đây 40 năm về trước. Anh. Em. Tay này tay nắm tay. Khoan anh, bạn 18 tuổi em phải nhảy chân sáo nha anh. Rồi, bắt đầu. Anh hát lại đi anh. Một chiều em tay đang tay dìu nhau trên lối. Em. Dạ cái gì anh? Anh đã định hát thế là đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời em nhảy kiểu đó nó không hợp nhạc. Làm lại. Làm nhẹ phải không anh? Dạ. Một chiều em tay đang tay dìu nhau trên lối. Nhảy cái này là tới mai. Đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời. Bằng vòng tay tôi nâng niu mùa xuân của tôi. Đưa em vào ngày tháng vỗ về. Rồi, ngồi xuống đây đi. Ngồi em. Đây vỗ về đi em. Dạ. Anh. Anh nè. Nhưng mà em giận anh rồi đó. Giận cái gì? Tại anh biết không, nhà mình đó, ở trường mình nó có cây phượng kia kìa. Em nói anh trèo lên hái bông phượng về cho em ép. Em làm con bấm mà anh không chịu gì hết trơn à. Mấy kỳ trước anh hái rồi, anh hái gần hết cây phượng, da sầu nó hết kêu đó em nhớ không? Không, nhưng mà này còn nhiều là anh lo anh chơi banh đũa không hái gì trơn chuỗi á. Con bấm rồi kìa, em hái để em ép lưu bấm ngày xanh. Bấm là cái gì vậy? Là con bấm bấm vậy nè. Con bướm á hả? Ờ. Ồ, thôi đi đừng có bấm bấm gì nữa hết á. Sao vậy? Thì anh để anh đi bắt bướm thiệt cho em đi hơi đâu mà ba mà hái bông phượng rồi. Ôi, làm cái gì? Cậu nó sắc xanh anh ơi, em chỉ muốn bấm phượng thôi. Thôi được rồi, cái gì cũng em được. Em dễ thương quá, em 18 tuổi dễ thương quá. Em dạ anh chị, uống gì? Bán cà phê nè. Anh chị uống gì? Cho ly cà phê đen đã. Anh cà phê đen. Ừ. Chị uống gì chị? Chị uống gì em vô em làm. Em vô pha nước cho chị uống gì? Anh ơi, chở bạn gái về cậu gió đi anh. Chị trúng gió á khẩu rồi anh. Em sao vậy? Em bình thường. Ô chị bình thường. Em tưởng chị câm không á. Chị, vậy chị nói được, chị nói cho em biết chị thích uống cái gì. Cái món mà tôi thích á, ảnh biết á. À, dạ. Anh ơi, bình thường chị uống gì vậy anh? Sao không hỏi cổ đi? Chị biểu em qua hỏi anh. Nhưng mà ai uống? Chị uống. Hỏi chị. Ai uống phải hỏi người đó chứ.
Không lẽ bán xong ly cà phê thấp khớp luôn trời. Chị uống gì? Tôi nói anh nghe nè, người yêu phải biết người ta uống cái gì chứ. Khổ ghê, vậy là em thích uống cái món cũ phải không? Ờ. Để tôi ly xương sáo đi. Vô quán cà phê kêu xương sáo, coi ứa máu được chưa? Ủa mà nói nghe, mới yêu nhau phải không? Đang yêu nhau mà ăn xương sáo, rồi sao sướng? Yêu nhau là phải ăn xương máu cho nó mau sướng. Thôi được rồi. Ông muốn xương sáo chứ tôi đâu muốn xương sáo. Thôi. À, không có xương sáo phải không? Không có. Để cho tôi ly cà phê sữa. Chỉ cà phê sữa. Ừ. Tôi thích trà xanh. Ôi lộn, trà xanh. Em hỏi thiệt, anh chị có đang yêu nhau không? Ông sao hỏi gì yêu chứ vậy? Em thấy không yêu hiểu ý nhau lắm đó. Mà cái dòng yêu nhau mà không hiểu ý nhau sớm muộn cũng chia tay hả anh chị? Thôi, vô duyên nha. Tôi nói vậy nha. Cà phê đen của anh, trà xanh của chị phải không? Anh nhớ là em thích uống cà phê sữa mà. Không có đâu, cái bữa đó là tại vì anh gọi thì em thương anh, em uống thôi. À? Bữa đó về trời ơi, em dành toilet với má em quá trời luôn á. Ủa chứ má em bị sao? Trời ơi thì đó, má em cũng dành toilet với em luôn, tại ba em cũng pha cà phê sữa cho má em uống luôn. Thiệt là đó. Nè. Nước tới rồi. À, cà phê đen của anh. Dạ, trà xanh của chị đây. Dạ. Cảm ơn em. Chị, nay nhân dịp gì mà mình đi chơi với nhau vậy chị? Chị ơi, cái tôi dắt mẹ đi chăm cú à. Cái miệng im re hả? Anh, chị không trả lời em. Bữa nay nhân dịp gì mà đi chơi với nhau vậy anh? Tụi tôi đang dắt nhau kỷ niệm ngày quen nhau. Trời ơi, học sinh với nhau ừ. Mà dắt nhau kỷ niệm ngày quen nhau. Vậy mình quen nhau lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu lâu anh? 3 năm. 3 tháng. Mới 3 tháng mà đặt kỷ niệm. Làm như thành tích kỷ lục gì ghê gớm lắm vậy đó. Em nói này nghe, chơi chứ phải trụ đâu nghe. Hồi xưa cái lớp đi học của em đó, có mấy cái đứa mà quen nhau đó, mình đặt làm kỷ niệm 2 tháng quen nhau, kỷ niệm 3 tháng quen nhau. Mà mấy cái đứa đó nha anh, không bao giờ lết được tới tháng thứ 4 hết trơn trời á. Bữa nay kỷ niệm ngày mai hoài niệm liền vậy đó. Thôi. Mày đặt rủ nhau ra công viên chụp hình selfie đồ. Em nói nghe nha, yêu nhau chụp ảnh tràn lan, chia tay phải tốn thời gian xóa hình đó. Đừng có nói có huông nha. Ủa? 40 năm trước đâu có vụ selfie đâu. Dạ em tưởng tượng. Sao vậy? Anh uống đi em. Ngon không? Em, cà phê này ngon lắm đó. Uống đi. Chị, ủa sao chị? Chị à, uống đi cưng. Tôi uống không có được. Ủa sao vậy, anh thử coi, uống bình thường mà. Sao vậy, anh thấy có cái gì mà uống không đâu, được uống vậy? Có gì không? Ừ. Anh uống được. Anh thấy ngon mà bình thường, uống đi. Không có mở nắp chai sao uống được. Ứa gan dễ sợ luôn á. Ủa chị có thể tự mở mà chị. Tôi không có thích mở bằng tay của tôi. Không thích mở bằng tay của tôi. Vậy chị mở bằng chân hả chị? Ủa cái này đi thi lập kỷ lục Guinness được luôn nè. Người phụ nữ đầu tiên tại Cali mở nắp chai bằng chân. Trời, cái gì vậy? Thiệt hả em? Vậy mỗi phút em mở được bao nhiêu cái nắp chai? Trời ơi, sao vậy? Sao vậy vậy? Anh ơi, nói này không phải chơi cho anh dù duyên thiệt đó anh. Bởi vậy, trời, em nói thiệt với anh á. Em nói anh nghe nè, anh phải biết là người yêu anh thích cái gì, muốn cái gì chứ. Tự nhiên anh cứ hỏi vậy làm sao mà người ta nói cho được. Anh thì anh vô tâm vô tính lắm. Thì em thích cái gì thì em phải nói, em hiểu chứ. Tại em không nói làm sao anh biết. Người yêu thì phải hiểu nhau chứ. Thôi em thì em giận anh rồi á. Em đi về đi, em gọi má em đón em. Ủa khoan. Cái gì? Là chia tay vì cái nắp chai này đó hả? Bởi ông bà nói không sai mà, nhiều khi cái kẻ thứ ba không phải ai khác mà là trà xanh. Má, đón con về đi má ơi. Má. Ủa, ông... ai vậy? Ê, ăn cướp. Ăn cướp. Anh nói ăn cướp. Thôi, đừng có làm gì. Trời, có ai thấy gì không? Hả? Ăn cướp đẹp trai quá má ơi. Trời ơi. Cầu trời khấn Phật cho anh ăn cướp không sao. Cái gì? Cầu trời sẽ Phật cho người yêu tôi không có sao. Trời ơi, cái gì ghê vậy trời ơi. Cướp ở đâu mà vô nhà cướp ghê vậy? Có khi nào chồng bà đi theo thằng ăn cướp rồi luôn không? Anh tới rồi. Trời anh ơi. Anh Trọng ơi, chi vậy? Em đâu có cần cái điện thoại này đâu. Anh có sao không? Không sao, anh đi trầy chút thôi, không sao đâu. Đó. Sức dầu lát hết rồi. Bởi vậy mà bà, em nói anh nghe thấy không? Này. Dạ. Người ta không biết mở nắp chai cho bà, nhưng ta hy sinh tính mạng vì bà chứ bộ. Tôi hiểu rồi. Anh Trọng mà em thương anh gì vậy đó. Em thương anh gì, anh tròn tròn dễ thương mà lại còn lo cho em nữa.
Ủa khoan, kết thúc hồi tưởng, quay về hiện tại đi. Quay lại đây. Rồi, thí dụ cái tình tiết lúc đó xảy ra bà phải động lòng yêu say đắm chứ mắc gì xa nhau. Trời ơi, tôi nói nghe nè, sau cái vụ mà cướp giật đó, tôi nhận được một cú phone của má tôi. Gọi anh chi? Gọi tôi về bắt tôi lấy chồng Việt Kiều. Rồi bà có đi không? Trời, đi cho nên bây giờ mới tin Kimberly đó. Mà giờ má bà còn sống không? Ba má tôi mất hết rồi. Ê, vậy má bà chết rồi kìa. Tự do tí với nhau đi, đợi gì nữa. Đúng rồi đó. Em về đây là vì anh à, anh Trọng. Kiều. Sao? Tới không? Nhưng mà trời ơi, sao ông này mệt ghê, sao 40 năm vẫn chậm chạp như thường. Sao nó lừ đừ vậy, nhanh nhanh lên lừ đừ. Nó nghe, ngồi xuống, bây giờ uống nước nói chuyện ha. Hồi nãy uống nước rồi mà. Ông bị khùng hả? Hồi nãy uống là cách đây 40 năm về trước. Bây giờ phải uống nữa chứ trời. Trời ơi, 40 năm mà uống có nhiêu đây thôi đó hả? Thì khác quá. Uống không anh? Anh uống gì? Cũng cho cái ly cà phê đen lá. Anh cà phê, còn chị? Trà xanh. Em nói thiệt với anh nha, cái trà xanh 40 năm về trước em qua Mỹ đó, em tìm lại nhưng mà không có cái trà nào bằng trà của ngày xưa hết trơn á. Sao vậy? Sao? Anh thấy Mỹ bây giờ nhiều lắm, chợ nào cũng có bán hết trơn á. Nào là number one này, đầy đủ, mà hương vị như ngày xưa. Ủa vậy hả anh? Trời ơi, tưởng đâu là quảng cáo không đó. Anh bên Việt Nam mà anh biết cái chuyện bên Mỹ hay quá ha. Bà con anh nói mà. Dạ trà xanh. Thôi bây giờ uống gì nè? Hai món cũ phải không? Hai món cũ đi. Thôi sẵn nãy còn rồi, uống luôn đi. Uống đi. Khỏi vô lấy. Vậy để anh mở nắp cho em nha. Ý, tinh tế nha. Sau 40 năm biết mở nắp cho bạn gái rồi đó. Bắt đầu thay đổi rồi đó. Very good. Anh uống đi. Yeah. Uống đi. Bây giờ, nãy uống, mà bây giờ uống xong rồi mình làm gì nữa thầy? Uống xong rồi hả? Đi toilet đi. Dạ. Nói gì cũng nghe. Trời ơi, sao ông khờ dữ vậy trời. Hỏi thăm đi, hỏi thăm nhau đi. Hả? Hỏi thăm nhau. Em nói anh nghe, bao nhiêu năm xa cách rồi, giờ anh sao, vợ con sao rồi nè? Vợ còn chưa có nói gì con. Sao? Tức là anh còn ở độc thân mà. Anh chưa có đời vợ nào hết hả? Chưa em. Vậy có đời chồng nào không? Không. Kiều, em có bị sao không vậy? Thôi, em giỡn, em gặp anh em mừng quá em nè, giỡn. Anh nói em nghe nè, vậy rồi mấy chục năm rồi đó, em đi lấy Việt Kiều. Dạ. Rồi chắc bây giờ em cũng trải qua mấy đời chồng rồi ha. Nói nghe nè cha nội, vô duyên với ông là vô duyên trong máu rồi. Bữa nào rảnh đi lọc máu cho nó bớt vô duyên nghe. Thì mới đi lọc về đó thầy. Ủa mới đi lọc luôn đó hả? Dạ. Thôi đầu thai mới hết rồi. Nói nghe chị, ta con gái đàng hoàng, đâu có như đàn ông mấy người đâu mấy đời chồng, chính chuyên mà hai chị ha. Đúng rồi, tôi chỉ mấy lần đò thôi. Mẹ, thôi cũng bấy bá rồi đó. Thôi nhưng đó, mà bây giờ em vẫn một mình anh nè. Ý, em vẫn một mình. Một mình mới quan trọng, tới với nhau, tới đi. Được không? Về tới đây là tới nè, anh. Nhưng mà cái gì nhân hoài vậy? Nhân hoài vậy? Hả? Bây giờ uống xong rồi ăn ha. Tôi phục vụ đồ ăn luôn. Rồi, đói rồi, sáng giờ tôi đói quá rồi. Ở đây làm sao có cái gì ăn? Đâu, nhà ở tôi như nhà hàng vậy đó. Dạ. Bán đầy đủ hết á. Giờ anh chị muốn ăn gì? Ở đây có gì? Anh chị ăn phở hay là hủ tiếu? Phở. Hai cái phở. Tự nhiên điệu ngang xương vậy trời. Nó nghe, cái mặt của chị ấy nói chữ phở, nhìn nó thấy thương. Còn anh nói chữ phở, nhìn thấy ghét dễ sợ luôn á. Thấy ớn lắm anh ơi. Vậy hả? Vậy bây giờ hai anh chị ăn phở phải không? Để em vô em nấu phở. Rồi em bưng hai tô phở. Ê! Làm gì né hoài vậy? Không có, tụi tôi nói bình thường thôi. Còn cái khẩu hình kia mà nói một cái răng qua, tôi sợ răng chạm vô má tôi phải tránh. Chị nói quá à. Chị có tin em vô em lấy hầm răng pha nước lèo chị ăn không? Không cần đâu. Dạ. Xương heo. Trời ơi, cái hầm răng ngâm vô nó ngọt nước dữ lắm luôn á. Vậy giờ hai tô phở ha. Xin lỗi quý khách, hết phở rồi. Cái gì vậy? Thì sao anh chào hủ tiếu với phở? Dạ nói cho có nhiều sự lựa chọn vậy thôi. Hả? Như quán còn có hủ tiếu à. Rồi thôi được rồi, hủ tiếu cũng được nữa. Cho hai cái hủ tiếu đi. Hai tô hủ tiếu. Rồi. Nè, nhưng mà ảnh ăn giò nạc nghe. À, còn của chị thì đừng có lấy hành xanh. Trời ơi, thuộc thói quen của nhau quá. Còn nhớ chứ. Em còn nhớ, không có thích hành nạc hả? Dạ, em nhớ chứ. Dạ, anh cũng nhớ em không thích hành đó. Anh nhớ mà. Dạ, cái gì của anh em cũng nhớ hết trơn á. Anh cũng vậy mà. Rạc vậy. Ủa sao lại? Dạ, hủ tiếu có rồi nè. Hủ tiếu. Sao lẹ dữ thầy?
Lẹo quá hả? Dạ. Rồi để em bưng vô 8 tiếng nữa em bưng ra nha. Ô, đừng, lâu quá là coi như bị rầy đó. Thôi thôi, làm liền. Thời lượng có hạn là phải nấu lẹ, nấu chậm em bị chửi. Đúng rồi. Dạ. Ăn đi. Thơm lắm em. Dạ. Ăn đi em. Hủ tiếu làm như dầu thơm vậy, thơm lắm em. Trời, nước lèo nấu bằng gì ngọt dữ thầy. Nấu bằng... Đừng có nói là lấy nấu bằng răng thầy nghe. Răng tôi đâu phải mô hình đâu, lắp ráp cái một trời. Mà đều ngọt xương. Ờ vậy hả thầy? Trời ơi ngọt thiệt thầy. Ngọt nè hả? Trời ơi cái miếng bún này tôi thấy sao mà nó dẻo, nó dai như là cái miếng thịt vậy đó. Còn miếng thịt nghe, trời ơi nó mềm. Còn cái cọng giá sao nó xanh giống cái cọng hành thầy. Còn hành thì nó vàng như là hành phi vậy đó. Ngon lắm em, ăn đi. Ăn mấy muỗng đi anh, ăn thử mấy muỗng đi. Ừ. Gắp cọng hủ tiếu coi ngon không? Ừ. Trời ơi ngon lắm. Ngon quá thầy ơi. Cái nước lèo em pha bằng đúng một đậu cụ duy nhất mà. Dạ. Thầy đừng có nói bằng đường bột ngọt nha. Không, hàm xương đồ nhiều lắm. À, dạ. Xương hàm đồ đó. Em ăn đi chứ. Sao vậy? Ủa chị ơi, sao chị không ăn? Chị ơi, hủ tiếu chị nở thè lè. Bà tôi nghe có ngày nói chuyện với bức tường quá. Nói nghe. Hả? Bẻ là dùm cái cổ đi. Ngày xưa nó quay quay lại được, giờ lớn tuổi quay của nó trật luôn rồi. Bình đặc. Ăn cái gì mà ăn? Để nở thè lè à? Không có đũa, lấy gì mà ăn? Trời ơi. Ủa, đũa nè em. Chị ơi, chị bị đuôi hả chị? Đũa trước mặt chị kìa. Nhưng mà tôi không thích lấy đũa bằng tay của tôi. Ý sao quen dữ vậy trời? Sao 40 năm vẫn cái nết này vậy? Chị ơi, chị không thích lấy đũa bằng tay, chị lấy đũa bằng chân hả chị? Thôi, đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa. Em nói thiệt với anh nha, mấy chục năm nay em về đây, em nghĩ là anh sẽ thay đổi. Mới đầu mở nắp chai mình cũng mừng rồi đúng không? Mình tưởng thay đổi, ai ngờ anh vẫn y nguyên như vậy à. Đâu có gì y nguyên đâu, anh đã mở nắp chai được cho em rồi mà. Mà điều thứ em muốn thì em chỉ nói anh thôi, đơn giản quá mà. Em mà nói thành nó sai khiến sao? Nhưng đối với anh đó là sự chia sẻ. Chia sẻ gì, anh vô tâm vô tính lắm. Thiệt thôi, em gọi Uber em đi về cho rồi đi. Ủa? Em không thể nào chịu nổi nó rồi. Ê khoan, tự nhiên đi về vậy? Cái gì? Không tôi phải đi về. Anh không có thay đổi gì hết. Khó lắm mới gặp nhau trở lại, không thể đi về được. Làm sao? Bây giờ sao ta? Bây giờ làm sao để giữ bà lại cho bà đồng? Ôi tôi đi về. Khoan, đúng rồi. Lúc này phải xuất hiện thằng ăn cướp nè. Hãy có ai giật điện thoại bà. Cái gì? Đứng yên đó, tôi đi kiếm ăn cướp. Cái gì? Hả? Không, cái gì mà cướp bóc gì vậy? Có ăn cướp xuất hiện. Tôi đi về. Có ai rảnh giật điện thoại bà giùm tôi không? Ôi trời. Cái gì vậy? Ê, anh ăn cướp nè. Ăn cướp năm xưa. Ủa gì ăn cướp? Bạn bè tôi chỉ tôi tới đây coi bói mà thầy. Ủa sao ăn cướp vậy đi coi bói rồi? Ủa là ăn cướp cái gì? Không, tôi nhớ cách đây 40 năm theo cái lời của bà kể là có cái thằng đẹp trai y chang ông làm ăn cướp. Giống tôi 40 năm trước mà làm ăn cướp. Đúng rồi. Ông cố nội tôi. Trời ơi, ông cố nội tôi 40 năm trước là ăn cướp. Rồi, ông nội anh? Ông nội tôi hả? Ăn trộm. Còn ba anh? Ba tôi ăn giật. Trời. Rồi bây giờ anh? Tôi ăn năn sám hối bốn đời rồi mà. Hoàng Lương. Nhà Hoàng Lương hả? Vậy thôi tôi đi về. Khoan quá. Cái gì? Đúng đó. Để tôi tính. Anh, bây giờ mình tạm ngưng Hoàng Lương đi anh. Mình trở lại hành động đi anh. Hành động gì? Giật điện thoại bả giùm tôi. Ê, trời, tự nhiên đi giật điện thoại. Giật đi, lát em coi bói free cho. Hả? Tự nhiên giật điện thoại mà được coi bói free hả? Được. Nhưng mà ngày hôm nay tôi tới đây tôi cắt Dương Âm nha. Cắt gì cũng được. Bây giờ phải cắt được cho tôi, không thôi tôi cắt hai dương dương của cậu đó. Cái gì vậy? Giật điện thoại đi. Không, không ai mà giật điện thoại, cái gì giật cái gì của tôi. Thôi bây giờ giúp giùm tôi đi, tôi mượn cái điện thoại rồi sao. Vài năm nữa tôi trả cho. Rồi nhớ coi bói tôi nha. Thôi lượng sức mình đi anh ơi. Trời cái gì vậy? Thôi anh ơi, anh Trọng ơi. Anh Trọng. Trời ơi sao xuống người ta giật vậy anh Trọng? Nó Hoàng Lương rồi mà sao nó xô người mạnh vậy? Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi. Anh Trọng. Ê nó nghe. Hả? Ổng đang bệnh nhiều lắm đó, uống thuốc nhiều lắm đó. Trời ơi tại sao cậu ác vậy cô bác? Anh Trọng ơi, anh Trọng. Anh Trọng à. Em dược dạng dầm em về đây để em gặp lại anh nè anh Trọng. Anh Trọng ơi. Anh Trọng ơi anh dậy đi anh ơi. Dạ anh ơi em về đây là để sống với anh. Tụi mình sẽ có nhau những quãng đời còn lại. Anh Trọng ơi. Anh Trọng ơi. Anh ơi em nói anh nghe nè. Cái người nào mà xả thân để cứu em có nghĩa là em sẽ sống suốt đời với người đó. Anh tịch. Em nói thiệt hả Kiều? Trời đất ơi ổng như hồi dương vậy trời. Tại giờ tôi đâu, anh đâu có tờ xỉu gì đâu. Anh làm anh nghe em nói mà. Anh nghe hết đúng không? Như vậy nha anh. Bây giờ mình về đây rồi, hai đứa mình cũng là luống tuổi rồi, hai người cộng lại cũng hơn 100 tuổi rồi. Không mấy giờ cuối đời mình có nhau nha anh, nha. Anh say yes đi, nha. Không. Em biết không?
chết không? Bây giờ mỗi ngày anh phải uống cả bụng thuốc vậy nè Kiều à. Trời anh ơi, lớn tuổi ai mà không uống, một ngày em uống 2-3 bụng thuốc luôn anh. Nhưng mà tại tôi cắt sợi dây chi giờ không tới với nhau. Nói lợ. Được Kiều à. Sao mà không được? Anh không muốn trở thành gánh nặng cho em. Anh rất là thương em. Đúng rồi. Ừ, nhưng mà chính vì thương em, tụi mình không thể nào trở lại với nhau được. Ê, cái này là em ghét lắm đó nha. Em ghét với cái kiểu mà vì quá thương em cho nên là coi như là buông tha cho em. Tôi ghét cái kiểu lắm nha. Cái kiểu rộng lượng kỳ cục. Đúng rồi. Thương nhau là phải ở bên cạnh nhau. Lo lắng cho nhau. Đúng không? Chứ thử mà thương nhau không ở bên cạnh nhau đi. Một mình cô đơn giữa đêm tối, lỡ đang ngủ bị bóng đè, ai sẽ kêu mình dậy và đuổi bóng đi, đúng không? Đúng rồi. Rồi lỡ già đảng trí, vụng về, nấu cơm khét, ai sẽ là người thương bên cạnh ăn cơm khét đó với mình? Rồi lỡ mình lớn tuổi, sanh tật, đảng trí, xấu xa, mà đặt trộm cắp này nọ, ai sẽ là người bên cạnh gọi police bắt mình, đúng không? Cậu Tơ ơi, cậu Tơ hay quá. Đó, anh nghe chưa? Anh nghe chưa? Bây giờ chúng ta phải có nhau, anh ơi. Anh biết như vậy, nhưng mà bây giờ mạng sống của anh, nó được gia hạn mỗi 6 tháng. Là sao? Mỗi 6 tháng anh phải đi gặp bác sĩ. Và nếu như cái kết quả tốt, bác sĩ nói là tốt, thì anh vui sống thêm được 6 tháng. Còn nếu bác sĩ nói là tệ rồi đó, thì anh phải tự lo liệu lấy thân anh. Ông bệnh thiệt. Anh Trọng à, em sẽ cùng anh gia hạn cuộc sống. Em biết mà, một mình đi gia hạn cuộc sống, theo dõi sức khỏe, nó cô đơn và nó buồn lắm. Em sẽ chia sẻ với anh. Em sẽ chia sẻ tất cả những ngọt bùi, những lần hồi hộp khi phải nghe kết quả, và chia sẻ những cái mừng rỡ khi mà anh có kết quả tốt. Và em hy vọng rằng từ đây về sau chúng ta sẽ sống mỗi ngày thật ý nghĩa nha anh Trọng. Em về đây vì anh mà nha anh. Được không? Được không anh? Còn sợ gì nữa? Nhưng mà không, đừng nhưng. Ý anh đang lo chuyện gì? Một khi mà anh nằm một chỗ rồi anh sợ lúc đó em sẽ thay lòng đổi dạ Kiều à. Đúng, em sẽ thay. Nhưng mà là thay tả chứ anh, chứ không phải thay lòng đổi dạ. Dễ thương quá. Thiệt hả Kiều? Cho nó nghe nè. Vậy là phước đức cho ông lắm rồi đó. Quan trọng là có liều thuốc tinh thần bên cạnh mỗi ngày nè, thấy không? Đúng rồi, chỉ cần vui là đủ rồi. Đây, tay anh nắm rồi. Này tay nắm tay, nhìn nhau đắm say, như chưa bao giờ em ngồi đây với anh, cùng nhau lắng nghe. Mùa xuân đang mở toang trong mắt tình người mênh mang. Ủa, tự nhiên tôi đứng đây coi phim Hàn Quốc vậy trời. Anh đó, uống cho mát người lại nghe, đừng có chia tay nhau nữa. Em nói cho anh chị nghe nè, bình thường ai cũng sợ làm gánh nặng, mỗi lúc khốn khổ chia tay nhau là nói với nhau là em yên tâm, em sẽ gặp người mới tốt hơn, hay là anh sẽ gặp người mới tốt hơn. Mà không phải vậy đâu, đôi khi chỉ cần đủ thương và đủ hiểu, cái người bên cạnh mình là phiên bản tốt nhất trong đời mình rồi đó. Chúc anh chị hạnh phúc nghe. Rồi, nếu có điều gì vĩnh kiều được thì em ơi, đó là tình yêu chúng ta. Hay quá. Trời ơi, tự nhiên á, cái nhà ở tôi như cái nhà khách sạn vậy trời. Ở lại đây hạnh phúc nghe. Tôi đi kiếm một nửa của đời mình. Anh giật điện thoại ơi, giật em nè anh. Anh nè. Vui ghê. Cậu vui nhất á. Khi bỏ đi như kẻ không nhà. Ba! Ba ơi ba! 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 Đấy! Hả? Gì? Nằm đi! Gì ba? Như về tới nhà mà nên bét ba hay sao mà tự nhiên bà la lớn như vậy? Đâu có, anh hai kêu là kêu em ba đó. Kêu em ba thì phải nói rõ ràng em ba. Kêu ba ba. Tại anh gấp quá, thôi mà đừng có nóng giận mà ngồi xuống nè, dép của em nè, đó, anh đi lụm cho em thấy không, hả,
Thôi mà đừng có giận anh mà. Nè má mất, má nói là anh ở lại là phải bảo bọc chăm sóc cho em, bởi vậy anh phải đi theo lo lắng cho em như vậy đó. Má kêu bảo bọc lo lắng là lo lau chùi tắm rửa cho tôi, lo ăn lo uống cho tôi, chứ không phải là lo đi cái chuyện tào lao, đi lụm chiếc dép của tôi. Thật là cái chiếc dép này là tôi cố tình làm rớt lại để có một nữ đại gia nào đó, người ta để ý tôi, người ta lụm xong người ta đem đến đây người ta trả, người ta để ý tôi xong người ta đến đây chả thấy cái nhan sắc tôi, cái người ta sẽ chốt đơn, tôi chốt kèo, hai đứa chốt cửa lại, tôi đổi đời. Hư cấu vô cùng luôn ba. Cái hồi nãy mà anh không giật đôi dép này lại là em chốt cái đơn kỳ lắm. Kỳ hồi nãy không phải là một nữ đại gia mà là một nữ đại gia lụm cái này, mà không phải gia thường nữa. Gia gì? Gia trai nha. Anh phải giành giật lắm mà anh mới đem được dép về cho em đó. Thôi mà đừng có giận anh mà. Trời ơi, thôi bây giờ nghe lời anh. Cái gì? Đừng có hư hỏng nữa. Em đi chơi bời như vậy á, Dượng biết á là Dượng rầu lắm, Dượng buồn đó hiểu không? Rồi mẹ trên trời mẹ cũng buồn, rồi anh cũng buồn nữa hiểu không? Buồn gì? Buồn gì rồi cũng sẽ qua. Chỉ có buồn ngủ là ở với ta suốt đời. Buồn gì mà buồn? Mệt em quá. Thơ thẩn đồ nữa. Thôi bây giờ nha, nếu mà em đã nói cái thơ buồn ngủ đó, thôi bây giờ em vô buồn em ngủ đi. Cái gì vậy? Bây giờ mà em không vô buồn ngủ là em buồn đó. Bây giờ tự nhiên kêu tôi đi ngủ. Mười giờ sáng tự nhiên kêu tôi đi ngủ. Sao tôi ngủ? Dượng kiếm em từ khuya qua tới giờ đó ba. Trời ơi, anh khó khăn lắm anh mới giấu giếm được đó. Ba kiếm tôi sao không nói? Cái gì? Ba kiếm tôi phải nói cho tôi biết chứ, bây giờ ba biết tôi đi ra đường là chết tôi. Trời ơi anh còn đi. Bây giờ em chạy vô ngủ liền. Vô trong phòng ngủ. Nếu mà ba có thấy được hay là ba có biết được, phải nói là không có thấy tôi nha không? Trời yên tâm em ba nè. Dượng mà hỏi nha, là anh nói là em nằm trong phòng. Dượng nó bị lớn tuổi, Dượng nhìn không thấy. Được không? Quá được. Hợp lý không? Bây giờ tôi mới thấy anh xứng đáng là anh hài của tôi. Đó. Yeah. Dượng. Ủa, như Dượng. Dượng mới dậy hả? Ba. Ba mới dậy lâu hả? Rồi. Tao dậy tao đã chải cái đầu tóc tao láng mưa rồi. Thôi ba để cái đầu tóc lạ quá. Dạ ba con cũng mới về đó ba. Ê quá, con mới dậy. Mày đi đâu về? Cả dạ. Đêm không thấy mày ở nhà. Dạ đâu có con. Con mới dậy, con ở với anh hai đẻ. Em nhớ đi đâu? Dạ em đi làm mấy chuyện tục nó. Không cái gì? Tục thể dục. Em đi tập thể dục đúng rồi. Dạ đúng. Con tập thể dục. Con tập thể dục là để cho thục thiệt dễ đó ba. Dạ. Ba biết không, con tập thể dục mà ba. Cả đêm luôn, trời cả đêm con chạy quá trời con chạy luôn. Con chạy bán sống bán chết, con chạy một hơi mà con quay lại con nhìn lại. Rồi không thấy ai xung quanh con hết, con về đích luôn á ba. Thiệt đó, thiệt. Mày chạy với cô Hồn hả? Không, con chạy với người. Đâu có ai mà chạy thể dục mà chạy cả đêm như mày. Dạ. Tao không bao giờ tao tin được cái mặt mày. Dạ. Còn con. Dạ. Mày phải nói cho tao biết. Em. Nó đi đâu? Em ba đi. Đi đâu? Em ba đi. Đi đâu? Đi đua xe bị bắt xe rồi. Mày đi đua xe? Dạ. Mày hết quân đề, đá gà, giờ tới phiên đua xe. Ba, nghe con nói, con không có đua xe. Con là con ngồi coi người ta đua xe. Mày ngồi coi đua xe mắc mớ xe mày bé bác. Ba biết con bị liệu mà. Con đang ngồi coi đua xe vậy đó, cái tự nhiên con thấy người ta chạy đua xe vậy, tự con nghe cái tiếng bắt đua xe, con nghe tiếng bắt cái con phóng luôn cái xe, con nẹt ra cái con chạy, trời ơi con chạy một hơi con quanh lại, dạ con về tới đích luôn, người ta phát cho con cái giải nhất luôn. Mày hay quá, mày bị liệu kiểu đó nghe, tao giết mày có ngày. Dạ. Mày vừa phải thôi, nhà này ăn núi gần lỡ rồi đó. Mà em có khiếu lắm Dượng, em chạy không ai bắt được em, người ta chỉ bắt xe thôi Dượng. Nó lọt đi đâu mà không bắt được nó. Dạ em. Mày càng lúc càng điên rồi nghe. Dạ. Cơm nước sao rồi? Dạ rồi, con chuẩn bị rồi Dượng. Vô dọn cơm. Dạ con đi dọn cơm cho Dượng liền. Ê bội. Hả? Anh hai đâu vậy? Đi vô dọn cơm. Thôi đi dọn cơm. Trời ơi, bộ nhà này có mình ba ăn hả? Bộ tôi không ăn hả? Quên. Em ba từ khuya tới giờ. Rồi em ba ăn gì nè? Tôi đau răng. Nấu cơm nhão cho tôi ăn. Ô, cấu hình răng em ba như vậy mà cũng biết đau nữa hả? Trời. Ý là nhìn cấu hình răng em mạnh quá mà vẫn đau hả? Rồi, đau. Giờ tôi ăn cơm nhão. Không. Dạ. Tao ăn cơm khô mà. Có. Thì ba cứ ăn cơm khô đi, con ăn cơm nhão. Rồi. Nhưng mà tao tới tao ăn cơm khô mà. Có cơm khô cho Dượng, có cơm nhão cho em ba luôn. Rồi. Được rồi. Nè. Ê. Hả?
Bộ không lẽ giờ đi ăn cơm không hả? Làm ơn luộc cho tôi hai cái trứng gà luộc nha, ăn có chút bổ dưỡng để ta còn đập thể dục. Mày sao mày khó mày vậy ơi? Tao ba kỳ quá, con thích gì ba chiều con chứ. Ăn kho quẹt. Dạ, rồi. Tao ăn kho quẹt. Dạ rồi, quẹt quẹt dưỡng có kho quẹt, có trứng luộc luôn. Rồi. Dạ, làm ơn nha. Lần này hôm nay làm ơn đem cho tôi đôi đũa ngà cho tôi ăn. Không. Kho quẹt là phải quẹt bằng đũa tre, con quẹt đũa ngà nó trơn, nó không có dính nấm đâu. Ba. Đũa tre nó xước cái nú răng con. Nhưng mà đũa tre nó tao ăn kinh nghiệm hơn, tao quẹt nó dính. Rồi rồi, rồi bình tĩnh và Dượng với em ba bình tĩnh có đầy đủ luôn. Rồi bây giờ là Dượng là lấy đũa tre quẹt chính em ba. Cái gì vậy? Tự nhiên tao lấy đũa tre tao quẹt thính nó làm chi? Không đang nói gì, không quên là Dượng cầm đũa tre ăn kho quẹt, còn em ba là cầm đũa ngà ăn trứng. Trời ơi, đúng con, rồi con đã bị thần kinh yếu rồi mà gia đình còn nói vậy là sao? Bây giờ ngồi đây con vô chuẩn bị nhanh liền. Nhanh đây con ngồi vô chuẩn bị liền. Mày đó ngang, đừng có ỷ ngang, đừng có ỷ tao là cha ruột mày, nó con ghẻ tao rồi tao binh mày tao bỏ nó ngang. Ba ơi, ba nên mừng vì có con là con ruột của ba, con hơn cha là nhà có phúc đó. Có, mày đẹp hơn tao cái nhan sắc thôi đó. Hôm nay nhưng mà con thua ba, tại bên cánh nay cái tóc ba chảy lạ quá. Ba, con giống ba quá, ba cho con 100 triệu đi ba. 100 triệu chi? 100 triệu con qua Thái Lan. Mày đi chuyện giới hả? Ai, con thích làm đàn ông lắm, chuyện giới gì? Tự nhiên là khùng đi xin 100 triệu chi mày? Còn nghe nói ở trên mạng đó là có cái bà hoa hậu phu nhân đó, bà hoa hậu Thành Đạt, danh nhân Thành Đạt, là bà coi như chuyến này bà qua bên Thái Lan, bà coi cái show bà ghi bài nay 40 năm gì đó, bà sẽ ngồi cái ghế hàng đầu. Bây giờ bà cho con 100 triệu đi, không con mua cái ghế hàng đầu con ngồi kế bên bà, cái bà nhìn con nhìn bà nhìn con nhìn bà, hai đứa chốt hàng. Đó, con đổi đời luôn. Tao nói mày nghe nè, mày xin tao 100 triệu để mày ngồi hàng đầu hả? Dạ. Mày đưa tao 2 triệu tao cho mày ngồi ở đầu tao nè. Ông nội mày ba kỳ quá. Cái mày nghe, mày làm như tao không biết á, tiếng Nga họ bán vé bao nhiêu hả? Mày xin 100 triệu mày ngồi hàng đầu. Trời ơi, thì bây giờ cái ghế giá dữ dằn vậy? Không, nhưng mà cũng cái áo quần ba phải đầu tư cho con chứ. Còn tao nói mày nghe nè, tự nhiên sao mày nói có bà doanh nhân Thành Đạt nào hoa hậu đi? Hoa hậu thằng doanh nhân Thành Đạt. Nè bà, mày ngồi gần bà cho bà khỏi coi luôn hả chị? Bà nhìn mày bà ói, bà cắm đầu xuống bà khỏi coi luôn á. Ba kỳ quá. Mày thưởng thức chương trình nhá. Ô ba kỳ, ba phải đầu tư, ba phải nghĩ đến cái tương lai. Ôi, cho con mẹ chứ. Ôi tương lai gì con ơi, tương lai con mịt mờ lắm con ơi. Con nói bà nghe nè, bây giờ bà không cho tiền đúng không? Không. Bán nhà. Bán cái cù loi. Cái gì vậy? Nhà mày hả mày bán? Nhà là nhà của tao. Nhà nào nhà của ba? Nhà của này... má con. Thì nhà của má mày, má mày là vợ tao, bà chết bà để lại cho tao là nhà của tao chứ có đâu tới mày. Gì vậy? Là của chồng công vợ mà. Bà nói gì? Của chồng công vợ hả? À. Của chồng nào? Chồng trước của má con là ba của anh hai đó. Đúng không? Ông chết ông để lại cái gia tài. Đúng không? Ba dụ dỗ ba hốt má con. Thấy không? Rồi giờ bà chết, cái rồi bà hưởng hết cái gia tài. Của nào mà của ba? Công nào công của ba? Mày đến nha, tao đập mày à. Mày nói cái chuyện cái của đó nha. Tao có thể châm trước được là tại của cha thằng hai để lại. Nhưng mày nói tao không có công là tao quánh mày. Công gì? Bà có trời công gì? Trời ơi, tao hì hà hì hục mấy năm trời mới loài ra mày đó. Tao có công không? Trời ơi! Mấy năm luôn hả ba? Mấy năm nè. Trời, con đâu có biết ba yếu như vậy. Giờ ba nói con mới biết luôn á. Đó, mới đẻ ra mày mạnh nè. Ôi, ba. Đi. Trời ơi. Không. Không cho bán nhà đi. Dẹp đi. Ba ăn cơm à. Mày để tao ăn cơm cho ngon nha. Tao chưa quánh mày cái tội đi đêm à. Cơm đâu? Dạ, cơm tới rồi, cơm tới rồi. Tin có 100 triệu cũng cho. Trời ơi, ăn rồi mày cứ tù muốn tù tao chết hoài. Thì trước sau thì ba cũng chết mà. Hai tay bưng bát cơm đầy, gia đình hòa thuận tụi mình ăn cơm. Trời. Đây, hai đứa bay đồng lõa muốn dạ. Giết tao chứ vậy? Giết gì? Đem cơm cúng ra luôn rồi. Dượng nói gì vậy? Cái tiểu cảnh này là đồ ăn của Dượng với em ba ngày hôm nay. Trời mà. Ơi. Tao nói là tao ăn cơm khô mà. Thì có cơm khô mà. Cơm khô đâu? Cái này cơm nhão mày in một cục y như cơm cúng vậy. Không có, Dượng sai rồi Dượng. Ở trên là cơm nhão. Bây giờ mà Dượng ăn cơm khô, Dượng chỉ cần gạt cái lớp cơm nhão là cơm khô nằm ở dưới. Đây, mắc mớ mày đưa cái đôi đũa trẻ này. Tao kêu mày lấy cái đũa tre để tao quẹt, mắm quẹt cho nó dễ. Tự nhiên mày trẻ đôi đũa cái ra bông vậy.
Không phải, cái này là cái đũa để ăn kho quẹt đó Dượng. Ăn kho quẹt cần gì lấy cái đũa này làm gì? Trời ơi, con biết cái nương cái nết của Dượng mà. Bây giờ con tưởng tượng là cái đũa này mà ăn kho quẹt chấm được bao nhiêu kho quẹt đâu. Đúng không? Cái đầu này mà chấm vô, trời ơi, coi chút ép. Làm sao mà đã cái nương của Dượng. Đó, con là con làm cái đũa này là để ăn kho quẹt nè. Dượng lấy cái đầu này nè, Dượng quẩy nó một cái, trời ơi, kho quẹt kìa. Đó, bây giờ nha, Dượng đưa vô miệng, Dượng làm nhiều khi nó lên đường luôn á Dượng. Thằng ngu, thằng ngu thiệt. Đúng, ăn nước mắm nhiều là phải lên máu, lên muối, cái mắc mơ ăn mắm mà lên đường rồi thằng điên. Không phải, tại cái này con chuốt nó còn sơ sài á, nó bén á, nhiều khi đưa vô rút cái rốt không cầm máu được là lên đường thật sự á. Rồi, là, rồi, không, rồi, đây, là... đây lòi ra ý đồ là tụi mày muốn giết tao nha. Không muốn có con. Tao để bán cái nhà này đúng không? Ủa, bán nhà gì Dượng? Bye, bán nhà ô. Bye, bán nhà ô. Con mẹ nào mua nhà mà như mua gia trai vậy? Người đẹp mà còn giàu tới đây. Cái nhà sập sệ này có ai bán không? Con điên. Ý. Đi ra bấm chuông. Nhà này bộ nhà quan chức chủ à, đi vô không bấm chuông vậy trời. Nhà này có chủ hả? Bán đi, bán tôi căn nhà sập sệ, tôi giật sập lại tôi xây nhà mới. Ủa? Bất động sản đang đứng lắm, thở oxy hết trơn hết trội rồi. Bán tôi đi. Tao tán mày sập xuống đây trước nè. Bất động sản đứng mà ông tán tôi sập làm chi? Tôi cũng ngồi vậy tôi mua à. Tôi mua giá một, không muốn bán tôi trả giá gấp đôi bán không? Không bán, cũng đi bà, mà. Bà, không bà. Bán. Ê trời, cái thằng bé cái mặt thú vị quá. Trời ơi, thằng bé này có bán không? Cái gì vậy? Vô gì? Tự nhiên thấy trai đẹp cái tương tước nhân cướp à. Nè nhà tôi không có bán thân nha. Không không, cái thân này là đền bù lại cho người ta chứ bán ai mà lấy. Cái này khu vực giải tỏa là bụng bự quá. Tại vì cái mặt giải trí nha. Ê cái mặt dễ thương. Cái mặt này gọi là cái mặt ăn nhậu á. Là sao? Người ta nhậu sắp xỉn rồi, người ngó qua ta ói, ta nhậu lại từ đầu. Con mẹ này bà nội vô duyên. Bà không vô duyên này. Mặt này mấy mẹ bán bia khoái lắm. Ê chê nha, chê. Không mang gì chê. Gia đình này nghiệp hay sao, ba thằng xấu đều. Ủa Dượng, cái khối xiêm y này vẫn là con người hả Dượng? Ủa vậy là con người không phải đồ nhựa? Không phải, không phải cúp bé. Dạ đúng. Con quỷ, con quỷ robot này rồi đó. Robot này ở đâu ra? Không nhìn ra tôi hả? Ai đây? Hai Hường, người yêu của ông nè. Tàn 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 tàn. Hai Hường, bà đi đâu? Bà trốn đi đâu? Đứng đây. Ngày thường ha, bà nói tôi là đàn đúm ăn chơi ha. Tôi đàn đúm ăn chơi lộ ra mặt. Còn ba chơi lén lút. Chơi mà đến giờ nè, bộ nhí kiếm tới nhà luôn nè. Bồ nhí đâu bồ nhí? Lại đây tấm lụm lại nghe kể. Tôi không phải là bồ nhí mà tôi là bồ lớn. Ngày xưa tôi với ổng ở đợ trong ngôi nhà này. Tôi làm vú em trong ngôi nhà này. Rồi á, một tay tôi quán xuyến ngôi nhà. Tay bên này thì tôi nắm thằng này tôi cho bú. Còn tay bên này tôi dọn dẹp tôi lo toan hết. Tại lúc đó ông ốm yếu, tôi thấy thương ổng cũng cùng cái phận đi ở đợ để cho ông dưỡng sức. Chứ đâu đâu có ngờ tôi quán xuyến hết nhà cửa. Một tay làm vú, một tay quán xuyến. Ổng khỏe mạnh, ổng giọt lên ổng lấy chủ là lấy má của con đó mới đẻ ra con. Chứ thật ra gì á là lớn, gì á là bồ đỡ, lớn chứ phải bồ nhí. Trời ơi, vậy là gì là cái người mà cho con bú mớm từ cái thời đầu tiên rồi hả? Gì một tay gì đó con? Vậy là con biết bệnh thần kinh của con ở đâu ra rồi gì? Con... tại tôi thấy tuổi thơ con dữ dội quá nha. Dữ và giận nha. Dạ. Đúng rồi. Vậy nó nói bà cũng đúng rồi. Nói gì đúng vậy? Đó, nó nói là bà cho nó bú mà bà nắm một tay bỏ cho bú rồi mày thấy nó điên không? Nó điên tới giờ đó. Ông sao tức cười quá. Thì ông này cho quán xí trong nhà rồi cặp ở đâu rồi cho con. Sao tự nhiên giờ bà về đây? Tại bây giờ tôi ngon lành phải không? Tôi cát xưa đúng không? Quá trời. Quá trời quá đất chứ. Bị gì bây giờ giàu rồi. Hiểu không? Bây giờ quá trời giàu nhờ ông bỏ tôi. Trời thương người hiền mà còn đẹp. Trời ơi. Gì vậy? Kìa mà trời nguyên rạp vậy? Đẹp. Trời ơi, nhờ như vậy đó tôi mới lấy được một người chồng ở LA. Wow. Hả? Gì? Gì dọn qua Los Angeles vợ luôn? Là ở đâu? Ở California đó. Là ở đâu? Ở Mỹ. Hả? Tôi qua LA, tôi buôn bán giao dịch mỗi một ngày 2.000 hộp. Trời ơi. 2.000 hộp xoàng luôn hả gì? Trời ơi, hộp xoàng mà 2.000 hộp luôn. Không, 2.000 hộp dịch lộn. Trời.
cái gì? Vịt lộn làm gì vậy? Qua bển bán một vịt lộn mà tôi bán xỉ. Vào chấn động mà cái dòng Tây Mỹ mà nó quá một vịt lộn rồi đó. Nó ghiền cũng giống như ghiền sầu riêng, ghiền bún mắm vậy đó. Một vịt lộn đâu có ăn trứng, nó ăn lận chục. Nó ăn xong nó nhào lộn chứ đi không nổi luôn. Trời ơi. Nó sung tới vậy luôn đó. Mà nhiều thằng nó ghiền kỳ cục lắm. Giống như bún mắm mà mình nấu cho nó không kịp á. Nó lấy cái miếng mắm nó tới nó xin miếng mắm. Nó chét cái mũi như sức dầu xanh vậy. Trời ơi. Hết công á. Thiệt. Có luôn hả? Bán lộn qua cái gì không? Tả nhìn sợ quá vậy không, gì? Nó thiệt cho nó ghiền bún mắm nó ghiền dữ trời. Vậy lắm. Luôn. Có vậy luôn. Ồ nó ghiền nó mê dữ lắm cho nên bán bây giờ giàu lắm. Giàu ơi là giàu luôn. Cho nên lỡ giàu rồi là mình phải có chức vụ. Lén lén đi thi hoa hậu. Bây giờ tôi là đương kim vô địch hoa hậu. Thôi mà còn bà điên vừa vừa. Hoa hậu mà có vô địch. Có sao không có? Sao có bà? Đội hoa hậu phải có hạng cân chứ. Cao 1m50, nặng 50kg. Có hạng cân đàng hoàng. Cái hạng mà giò ngắn ngắn á, nó bu nó thi ông dữ trời lắm. Giò ngắn khoái làm hoa hậu. Nhờ tôi có tiền tôi bung ra. Bây giờ tôi là đương kim vô địch hoa hậu luôn. Vừa giàu vừa có tiền. Cho nên nhiệm vụ của tôi hôm nay tôi về đây là để tôi lấy một người chồng. Ủa hả? Vậy là cái vụ mà đồn á, đồn ở trên mạng là có thiệt á hả? Có quý bà rồi bà. Không có đồn đại gì của tôi đó. Tôi về tôi lấy chồng thiệt đó. Là bà đi coi Thiên Nga xong bà lấy chồng luôn á hả? Ờ tôi á. Em Hương. Mày có khùng không? Bây giờ lỡ tao giàu rồi đâu có lấy mà già như vậy. Đã lỡ lấy rồi là phải lấy trẻ. Ba, nghe chưa? Người ta lấy chồng trẻ. Mà nói về trẻ, ở đây ai trẻ hơn tôi? Tôi 25 tuổi. Anh hai, 30 tuổi. 60 tuổi rồi ba. Ba đâu còn trẻ. Mày sinh năm mấy? 98. Thằng kia sinh năm mấy? 93. Tao sinh năm mấy? Sao bà? So là ba cái số, thay số nào nhỏ hơn? Số gì vậy? Nhỏ hơn mà. Vậy mà cũng được nữa hả ba? Không được. Muốn lấy vợ cỡ nào cho không được. Nín đi. Đã lấy trẻ rồi là phải trẻ măng. Trẻ kiểu như là tươi xanh. Đúng rồi. Đây Dượng đây, với... đây trẻ măng. Không không, Dượng với em ba là thua rồi. Sao vậy? Mà tính về cái độ trẻ thì ở đây con gặp vú ở cái độ mà con trẻ nhất. Cái lần đầu gặp vú là con còn bú luôn đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Lúc nó mới đẻ ra cho nó bú cái đợp luôn đó. Đó hả? Không. Nhưng mà nói nghe nè, mày ở với tao dù tao không có công sanh mày nhưng tao có công dưỡng. Okay. À, dạ. Bây giờ Dượng hỏi con nè, mày ăn hoài một món mày ngán không? Yeah. Ngày xưa mày bú rồi bây giờ mày phải chịu. Trời đất ơi, tao lao cái gì nữa vậy ba? Cái gì vậy ba? Ê, tôi nói lại rồi, bây giờ tôi cần trẻ mà còn phải khỏe nữa. Cỡ ông là cai sữa được đó. Rồi khỏe thì khỏi cần nói. Thằng con ruột tôi vô địch. Thằng kia nó bị tâm thần. Thằng này khỏe lắm. Tôi nói bà nghe tại sao nó khỏe. Bà chưa thấy đâu. Nó cá độ đá banh, nó thiếu nợ người ta. Người ta dí nó chạy từ lầu 1 tới lầu 20. Nó chạy lên chạy xuống 3 vòng. Người ta chận ở dưới nó nhảy lầu vẫn không chết. Thằng này là thứ trời đánh trật búa. Hốt nó đi. Wow, khỏe gì vậy ba? Trời, ba khoe con hay là ba đang đứng con vậy? Tao thấy khỏe thôi. Ôi, nó khỏe là được. Khỏe, 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 được, dạ. Khỏe đúng rồi. Bây giờ tao giàu mà. Vấn đề là bây giờ lấy tôi là đi theo tôi về nhà giả liền. Hả? Em Hương yên tâm. Anh giả được. Giả. Ừ. Giả. Giả. Giả chứ. Giả liền. Giả liền. Giả ngày giả đêm. Thôi thôi. Nếu giả ngày giả đêm cho tôi rút khỏi cuộc chơi. Bà cứ nhoi nhoi hoài để hai đứa con nó. Ủa nhưng mà giả là qua bên đó là mình giả luôn chứ mình không có đi du lịch giải trí rồi tham quan đồ rồi giả hả? Không, giả liền. Giả muối tiêu để bán một vịt lộn á. Và tất cả là phải giả, không được xay và không được mua muối tiêu sẵn. Tại nó nghe mùi mốc lắm, người ta không có thích. Ủa, ủa vậy là giả muối tiêu à? Giả muối tiêu bán vịt lộn á. Thôi bà ơi, vậy bà nói giả chi, bà nói về đâm muối tiêu cho khỏe đi. Đúng rồi, nói cái chữ đâm nó dễ là về là đâm ngày đâm. Được luôn, muối tiêu cũng được. Không, 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 không. Tại, tại cái món của vú bán nó có cái dầu dâm á. Cho nên nói gì nghe nó cũng bậy bạ hết trơn á. Ủa? Nói chung là khỏi cút, nhưng mà con làm được. Thôi ba, người được có tào lao quá, mình suy nghĩ cái gì vậy nè. Suy nghĩ cho đàng hoàng nè. Tôi ngày xưa tôi ở đây, bây giờ tôi quay trở lại, hiểu không? Để tôi gặp ông. Hai đứa này nó như con tôi á. Tôi nói ông á, ông hiểu vấn đề không? À. Tôi về đây để tôi mua căn nhà này lại. Để làm gì? Tôi xây lên. Sau này tôi nói có dựng vợ gả chồng về chuyện của nó. Còn tôi với ông á, ông bán cái nhà lại cho tôi đi là được.
Không có bán. Bán đi mà. Tôi không có bán. Bán đi mà Dượng. Không, không Dượng bán. Bán đi. Không bán. Dù gì căn nhà này cũng là tài sản của má con mà. Bán đi mà Dượng. Không. Không. Là các người ép con. Hả? Sao vậy? Là các người ép con. Nó lên cơm. Tại sao vậy? Nó lên cơm. Tại sao? Tại sao cha tay? Tại sao thì ta giả điếc chờ cho người hết giận ta khuyên. Dượng. Con ơi nhớ lấy lời cha dù không xin Dượng. Ngạ quỷ. Là ngạ quỷ. Tại sao cứ mỗi lần nhắm mắt trong đầu con chỉ toàn là những hình ảnh ngạ quỷ như vậy? Cho anh vừa đời. Lỗi con Dượng. Cho con xin phép lui vào trong. Dạ. Con ơi. Ông dạ. Không có phải ngạ quỷ. Trời đất ơi. Quỷ. Không phải quỷ. Du nè. Du. Du hả? Thấy Du không? Dạ. Dạ. Con thấy Du. Trời ơi. Mừng quá nó thấy nó bị gì hết à. Nó phải thấy chứ sao mà thấy cả ề vậy mà không thấy. Trời ơi, cái lưng mà cũng có luôn hả? Thấy Vú chưa? Thấy rồi. Tôi nè, tôi không phải quỷ. Bà đứng lòng lòng nó xong thấy được. Ờ, bán nhà đi, bán nhà cho tôi. Không, tôi không có bán. Bán đi mà. Không, bán. Là các người ép con. Là cơm nữa rồi. Để con, để các con. Các người ép con. Để con, tổng liền đi. Dạ. Anh em như thể tài chắc. Thôi, thôi. Anh em như bất. Trời ơi, cha. Trời. Sao gì đánh con? Quá trời rồi, mày nhắc hoài cái mặt mày nghiệp quá, mày tụng mai mày tính. Bây giờ tôi kêu gom một chút chánh niệm cho người luôn á. Ờ. Mà kêu tỉnh làm sao mà tỉnh? Ông ơi, đừng có tụng niệm gì hết trơn á, trời á, bây giờ nghe lời tôi nè. Mọi người ơi, tôi về đây là tôi mua căn nhà này lại. Mà tôi lấy, tôi không có lấy cái này đâu, tới con tới cháu tôi mà lấy cái gì? Nhưng mà tôi không có bán. Bán cho tôi đi, tôi về tôi cất, tôi xây lên 7 tầng, hiểu không? Rồi xong rồi cho mỗi đứa ở một tầng, còn tôi với ông mà lên lên tầng 7 thả diều. Ê, tao với bà lên tầng 7. Xin lỗi các con, thời tới cả ông nội. Không sao. Hương à. Trời ơi. Vậy là hai đứa mình ở chung tầng đúng không? Đúng rồi. Thấy chưa? Cuối cùng cũng về mà tao thôi. Ok đó. Mà phước bao không được nhà thì coi như ba được cũng được. Ký vô, ký vô. Hay quá. Trời ơi, Dượng ơi Dượng. Dượng ơi Dượng, mà lên trên tầng 7 là Dượng bất tử luôn á Dượng. Có thời lắm con. Sao? Cái này là thiệt nha. Tại vì cái tuổi của Dượng bây giờ là gần đất xa trời rồi. À. Bây giờ mà có người tới xây 7 cái tầng mà đưa Dượng lên tầng 7 là Dượng nằm trong cái thế là xa đất gần trời đó Dượng. Hay quá. Vậy là Dượng thọ hơn đúng không? Trời ơi Dượng, bây giờ trên trời nó có 9 tầng nè. Mà Dượng lên tới tầng 7 là sớm muộn gì cũng... Bà nội này! Trời ơi, trời ơi. Đó còn 2 tầng nữa đó bà. Lẹ 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 lẹ. Ê! Ông lại đây. Cái gì? Đưa tay đây. Không, tôi... Bà ở tôi lâu bà không biết gì hết. Biết gì? Tôi đâu có biết chữ. Bởi vậy không biết chữ mới để lăn sẵn ngón tay nè. Hả? Đưa đây. Lăn rồi lăn vô đây, ngón kia. Chi vậy? Rồi, thằng con trai. Dạ. Lại đây viết chữ, tôi đã đọc đồng ý. Ủa? Em ba. Ghi vô. Là xong. Đó, rồi. Ủa, cái tôi... này tôi chưa đọc mà đồng ý gì? Nó đọc được rồi. Mày bà... đọc, con cũng chưa đọc. Nhưng mà con tin gì? Hai hai lại đây con. Dạ, giờ con nghe nè Vú. Đây là đất của cha má của con để lại. Dạ, đúng rồi. Về với chú đây ngày xưa cũng chỉ là ở đợ, là con hầu trong gia đình thôi. Nay vì có của gì mua miếng đất này lại, để dỡ lại cho con toàn bộ sở hữu miếng đất này. Ê, sau này con làm nhà thờ cha má con. Vậy là bà gạt tôi. Gì vậy? Vậy là bà gạt tôi. Dượng dừng lại bà. Cái gì vậy Dượng? Bà gạt tao. Làm Dượng chú nói cái gì vậy? Cái nhà này là nhà của tao. Không. Nhà này là nhà của vợ ông. Vợ ông có chồng trước là ba nó bắt bớ gì nhà của ông. Đây dạ. Không phải là nhà của Dượng. Mày. Đây nhà, không nhà. Phải là nhà của anh ba luôn. Không, nhà của đồng má. Sở hữu. Đồng sở hữu. Căn nhà này là của mình. Của tụi mình nè. Của tụi mình kìa. Đúng. Của ba thằng mình. Mất dạy. Ờ, câu này mất dạy nhưng không mất nhà. Được, đây, 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 đây. Căn nhà này á không thể nào mà đưa cho ai được hết á. Nếu mà không có Dượng, không có em ba, cái người bệnh hoạn như con làm sao sống được trên cuộc đời này? Đúng rồi, Dượng, cái giấy này mình là một gia đình đó Dượng. Trời ơi, cái cho đó nên đó. Cái tờ giấy này không có nằm trong tay con được. Dượng, cái gì? Cái tờ giấy này mà xử lý sao đây? Hả? Được, bây giờ con nghe lời nè, con nghe lời gì? Căn nhà này ngày xưa là căn nhà gốc mặt tiền lớn lắm, mà bây giờ ba người
đâu có ai đẹp đâu. À, mà cạp đất ăn hoài đâu có được. Bây giờ cắt từng góc bán còn cả nhà có chút xíu. Bây giờ nhà này thành nhà cấp 4 rồi. Nghe lời dì Hường đi. Dì Hường sẽ cất lên 7-8 tuổi con dựng vợ gả chồng. Đứa nào cũng có một tầng để ở hết. Còn ba mày về với tôi. Tôi lo. Nhiệm vụ ông chỉ có giả mà thôi. Tự nhiên thoáng chốc tao làm việc kiều mày. Ba qua Los Angeles rồi ba bảo lãnh con nha ba. Không nói gì chứ cũng đâu có đi liền được. Tại vì tao chưa có bắt bọt mà. Bắt gì? Bắt bọt ba. Ê nó nghe nè, qua đây. Hả? Qua đây. Ông lấy bắt bọt đi đâu? Đi đi về Mỹ đó, Los Angeles đó. Tao lao đi Long An nè, LA đây nè. Ủa gì vậy? Vậy gì? Ở LA là Los Angeles chứ gì? Tôi đâu có nói tôi ở Los Angeles bao giờ. Tôi nói tôi ở LA, tôi ở Long An bán dịch lợn. Ủa trời đất ơi, mà bán sỉ nha, giàu dữ trời luôn. Tôi mới gom một dịch lộn đó, tôi giao sỉ lên đây. Tôi đi ngang qua, tôi thấy nhà chủ của tôi tàn tạ quá, tôi gom tiền, tôi lên tôi mua đất. Chứ tôi đâu có nói tôi ở Mỹ bao giờ. Thôi, nói chung bây giờ thấy bà mua đất, bà cũng xây, bà lo nhà cửa cho tụi nó, tôi cũng vui. Ở nhà này không có ai làm ăn gì hết trơn hết trọi á. Bây giờ bà lên bà xây cho tụi nó, có cái cơ ngơi như vậy tôi cũng mừng, tôi về tôi phụ bà cũng được. Nhưng mà giờ tôi yếu rồi. Yếu cái gì, về chỉ giả thôi mà. Dạ ông nội. Trời. Cái gì vậy? Còn cái chai là giả được hết. Tôi giao cho ngồi giả muối tiêu. Đây nè, có này uống đã lắm. Cái gì? Dr. Sam. Uống đi. Đi. Vô đi ba. Chắc chắn giả được hả? Giả được. Hai con. Cha đi chuyến này lành ít dữ nhiều. Các con ở nhà nhớ tụng niệm cầu nguyện cho cha bình an vô sự. Dạ. Nhất là mày. Con hả? Nhớ tụng niệm phải có chánh niệm nha con. Trời. Tí giác cái chài đi đây. Nói nhiều quá. Đi lên giường. À. Lên đường. Lên đường à. Anh ơi, sao anh không có lịch sự gì vậy anh? Tôi đang nói chuyện phone mà, tại sao anh không có thể nào mà cho tôi một chút xíu riêng tư vậy? Tôi xin lỗi anh, tôi bị lộn, để tôi đi chỗ khác, tôi lộn. Tôi kêu Uber chứ tôi không kêu nhà hoàng, tôi lộn. Hai, anh, hả? Anh kêu Uber là anh kêu tôi đúng rồi đó. Tôi chạy Uber. Uber sao ăn mặc như nhà hoàng vậy? Anh ơi, anh nói phía sau. Coi như là anh Uber mà anh book cái kiểu mà dạng economy đó là nó khác. Còn tôi là anh book cái dạng mà first class nè. Tôi phục vụ cái kiểu mà C class, hạng thương gia. Hạng thương gia hả? Dạ. Hạng thương gia vậy anh tệ quá rồi. Tại sao? Tôi kêu anh là một tiếng đồng hồ trước rồi. Tới giờ này anh mới trả lời. Đây nè. Đáng lý là kêu Uber. Uber phải chạy tới tôi. Đằng này tôi chạy tôi tìm Uber. Anh chơi gì bất nhân vậy mà anh kêu first class hồi nào? Cái gì đâu, cứ chờ có 4-5 phút mà anh làm quá. Cái gì 4-5 phút, anh coi thử coi tôi đặt cái xe mấy giờ. Trời đất ơi, tới 1 tiếng rưỡi lần hả anh? Trời đó, tôi đi bộ không là 1 tiếng rồi. Ngồi chờ ở nhà nửa tiếng rưỡi. Bớt giận anh, xin lỗi anh. Tại tôi gọi nói chuyện với má tôi. Trời ơi, mà nói chuyện với bà già, ngày nào bà phải nghe giọng tôi bà mới vui. Đang nói chuyện vậy, tự nhiên bà nói bà bị bệnh. Trời ơi, tôi khóc quá trời luôn vậy. Cái tự nhiên bà nói hồng má giả bệnh thôi. Cái tôi vui rồi, tôi vui thiệt là vui. Hèn gì tôi đứng ngoài xe tôi cứ thấy anh khóc rồi anh cười. Tôi tưởng anh điên.
Thiệt. Anh thì sao đấy? Nói đừng bỏ qua cho tôi. Dạ không sao, không sao. Nhưng mà gọi cho má là tốt. Dạ. Bác ở tiểu bang nào? Dạ không, má ở Việt Nam. Ở Việt Nam? Dạ. Ở Việt Nam anh điện thoại quốc tế mà anh dám nói một tiếng mấy đồng hồ? Dạ có sao đâu. Trời ơi, cái tiền lái Uber sao trả nổi trời. Anh ơi, free, miễn phí. Ở đâu miễn phí? Cái này là cái, tại vì tôi vô trong cái chương trình của Air Voice á, của cái công ty đó, là cái người ta cứ như là đưa cho tôi cái vô cái chương trình là Air Talk. Trời ơi, gọi miễn phí, rồi xài internet miễn phí, tặng cái phone miễn phí. Trời ơi, làm cái gì cũng cho hết anh. Cái mẹ gì nó cũng phí hết anh. Trời ơi, đây nè. Công ty gì mà nó giàu dữ cái gì đó. Tôi là tôi thích cái Apple nha. Còn có nhiều người ta thích Samsung là tặng Samsung. Có người thích cái gì mà bự bự nha, tablet cho free luôn anh. Cho luôn hả? Cho luôn. Ê, nói nghe nè, ví dụ như cỡ như tôi được không ta? Ê, ai mà low income nha, mà đang xin bất cứ một cái chương trình nào mà của chính phủ đang tài trợ đó, mình đăng ký là được liền. Ủa vậy hả? Anh có low income không? Tôi là no income luôn chứ không phải là no income mà come to the homeless đó. Vậy là anh được chắc chắn luôn. Vậy hả? Bây giờ ê, nhớ cho tôi đăng ký ấy. Được. Bây giờ đi nghe, anh đi đâu? Vô đi, tôi bế vô trong xe ngồi luôn. Không, khỏi bế. Hả? Đừng có sơ vịt kiểu đó, già hết rồi, anh cũng ngang ngang tuổi tôi á, bé gãi xương á. Ta phục vụ mà. Thôi để tôi tự mở cửa tôi vô. Đi thương gia mà anh sao không kỳ. Không sao đâu mà. Rồi, vô. À, chà. Lại. À, để tôi xích bèo, bèo đau rồi. À, cái xe gì cùi bắp vậy ông nội? Hả? Cái xe này cùi bắp quá. Trời, xe nào mà xe cùi bắp anh không chứ. Không có xích bèo luôn. À, đây tự đó, xích. Mình hoàng, mình quấn lại vậy là được rồi. Cột mẹ nó về đây cho phải. Rồi chạy đi. À, không, không, để tôi hỏi lại cái anh. À, anh là Kiêu Tran đúng không? Đúng rồi, Kiêu Tran là Kiêu Tran tên tôi. Ủa anh ơi, cái này tôi nhiều chuyện chút xíu nha. Sao? À, mình tên là Kiêu Tran là tiếng Việt là chữ W đó phải không? Đúng rồi. W là anh là Quang hay là Quý hay là Quỳnh Quýnh? Không không. À, một chữ thôi, một chữ Kiêu thôi. Thì đó, một chữ Kiêu là mình viết tắt cho chữ gì anh? Không, đó là tên tôi luôn á. À, tên anh luôn hả? Tên gì có một chữ Kiêu vậy? Trời, thắc mắc mệt quá. Tôi tên ở Việt Nam, tôi là Trần Nhân Cư. Qua đây cứ kêu hoài cái chữ Cư đó. Mà tiếng Mỹ nó cũng kêu Kiêu đó. Cho nên là khi mà thi quốc tịch tôi quyết định lấy một chữ thôi, là một chữ Kiêu đó thôi. Là người ta cứ đọc ô Kiêu. Kiêu cũng là Cư Te cũng Kiêu luôn. Ồ hay quá. Anh là coi như là tên của anh là coi như là đông tây hòa hợp luôn đó. Cú Kiêu, Kiêu Cú. Hay quá. Giờ mình đi á. Ủa, nói nghe không anh? Ông anh lái xe bao lâu rồi? 2 tuần. Trời ơi, bây giờ đi làm kiếm thêm mà mới lái xe 2 tuần lễ. Không, mới có bằng lái 2 tuần. Mới có bằng lái 2 tuần thì dám lái Uber. Biết sao không? Lái Uber coi như là cái này là giống như là mình để tăng thêm tay nghề vậy đó. Tại mới có bằng lái mà. Mô phỏng. Đó rồi, sẵn rồi. Cái như mình lái Uber là mình sẽ chạy được nhiều đường phố. Tôi học tên đường luôn. Tại đó giờ vợ chở không à. Ê được. Ê nói không anh nghe nha. Cái gì? Tôi không phải là chuột bạch để cho anh tập lái nha. Ê đi yên tâm đi. Nếu mà tôi chạy không xong á, anh yên tâm là cái xe này là xe Tesla. Nè. Tesla. Đó. Ê, cái xe này là chạy rồi cái tay nghề ông yếu là ông tông vô cục điện nó tét ra là tôi la đó hả? Ông có la mình nha, tôi la chung với ông. Trời, hai đứa mình la chung. Tôi chết rồi, sao xui dữ vậy trời. Thôi thôi, nói nghe nè, đi. À, nói nghe nè. Hả? Anh đi đâu mà anh đi tới 10 địa điểm lận? Tôi chấm 10 cái chỗ đó là tôi đi chùa. Tôi đi 10 kiển chùa. Trời đất ơi, giờ nói anh mới tôi mới nhìn lại tôi để ý nha. Bận bộ đồ xám xanh. Quốc xe mới khăn choàng nữa, anh đi chùa tốt quá. À, dạ. Ủa nói nghe nè, mà anh đi chùa làm gì mà sao đi có mình rồi vợ con đâu? Vợ chết lâu rồi. À, vợ chết rồi mình đi chùa mình cầu siêu cho chị ha anh? Không, tôi cầu siêu bả 3 năm mà tôi bỏ rồi. Ủa gì kỳ vậy? Đâu, trong tâm niệm của mình là 3 năm là vợ mình đã siêu thoát rồi. Bây giờ mình đi cầu là cầu cho sức khỏe của mình, cầu cho mọi người còn sống không? Chứ còn không kêu tên bả để cầu nữa. Ồ vậy à? Kêu bả nhiều khi Phật chứng đó, cho bả xuống trở lại, bả lỡn giỡn quanh mình, lỡ mình mà có toàn tèn với bà nào khác, bả dứt mình chết. Ôi trời ơi. Cho nên là 3 năm là phải quên tên bả luôn. Trời ơi, hay quá à. À. Trời ơi, anh cứ như cảm ơn anh nha. Trời ơi, nhiều ông chồng mà coi như là hôm nay được anh điểm nhãn đó. Như là vợ chết xong là 3 năm là coi như 3 là... 3 năm là lâu đó. À, vậy? 100 ngày thôi. À.
tuyệt vời nhất là 49 ngày nên quên luôn đi. Mấy ông chồng nghe xong chắc khoái á. Mốt vợ tôi mà chết đi ra trời đốt tôi 7749 ngày. Được hết á. À, còn anh sao? Tôi thì tôi có một đứa con mà nó đi làm xa. À. Đó, mà vợ tôi là được, có nghĩa là bả cái gì cũng được hết. Chỉ bị có cái ghen quá. Ôi ghen là đúng rồi, nhìn ông hay ghen. Tôi nói ông nghe là ăn bận như ông đào hoa quá mà nhiều bà ghen là đúng rồi. Không, tôi nói anh nghe cái này nè. Sao? Anh biết sao, không phải là tôi đào hoa đâu. Nhưng mà thật sự ra đó là thật sự là cái nhan sắc này cũng là trời cho ông ơi. Điều khi tôi cũng nghĩ không phải là tôi muốn đâu, trời cho. Không có, tôi anh nói quá rồi á, tôi khen bãi bùi chơi thôi. Hả? Không, đưa nhan sắc mình lên quá không nên. Không có anh. Thật sự là không phải một mình anh nói nha, tôi nói thiệt đó, nhiều khi tôi đi ra đường á, bạn bè ai cũng nói tôi á là coi như cái nét đẹp của tôi đó nhìn nghiêng giống Đan Nguyên. Trời. Ghê vậy. Có người nhìn ngang nói tôi giống Lương Tùng Quang. Wow. Nhìn sau lưng giống Nguyễn Hưng. Trời ơi, bây giờ anh quay tôi nhìn thẳng coi. Trời ơi, mặt anh nhìn thẳng giống cái cù lãng. Ê chàng. Anh á, đi chùa mà anh sân si quá. Anh nói chuyện gọi là này, mộ Phật đấy. Thôi, không có sân si nữa. Nhưng mà tôi nói anh nghe nè. Giờ nói anh vợ tôi nói cái này tâm sự với anh nghe nha. Chứ không phải tôi giặt áo cho người xem lưng. Ê, nói, trước khi nói cho tôi nói cái này cái. Dũng xe đi. Anh phớt lát có cho gác chân lên không? Hả? Trời thoải mái. Trời ơi. Nó ngồi vậy tâm sự, anh em tâm sự với nhau. Cho vui. Anh biết không phải là tôi giặt áo cho người xem lưng. À. Mà anh biết không, thiệt nhắc đến con vợ cái tôi bực mình liền. Sao bất mới bực bả? Trời ơi, anh biết không, vợ chồng mình ở với nhau mấy chục năm. À. Là mình phải tin tưởng nhau. Đúng, đó. Cái đó đúng á. Đó, tôi không bao giờ tôi check phone bà. Bà không bao giờ check phone tôi. Không, cái đó là cái private, mỗi người mắc mới chính xác. Vậy mà bữa Airvoice tặng cho tôi cái phone. Về tôi đưa cho bà. Rồi sao? Trời ơi, vì cái phone đó mà tôi phát hiện ra một cái sự thật mà nó đau đớn vô cùng. Cái gì vậy, bị cái gì? Ông biết sao không? Sao? Tôi để ở trong cái phone. Tự nhiên của tôi thấy cái dòng mà gọi vô gọi ra, call in call out, miss call đồ này nọ đó, gần một dọc 40 cái kho. Chết cha. Mà cái tên để là thằng ngu. Ê, cái đó nhiều khi là cái nickname á, không chừng ông bị cấm sừng á ngang. Thì đó, tôi phải bức quá, tôi nghĩ tại sao? Tại sao mà gọi nhiều như vậy? Thằng ngu nào mà gọi nhiều như vậy? Phải tìm, phải phai đau ra chứ. Tôi điều tra liền. Nhưng mà ông biết sao không? Sao? Điều tra rồi cái sự thật nó lại càng phủ phàng. Chết cha, bạn bè gì hả? Nó cua vợ ông hả? Thằng này quen lắm. Vậy hả? Phát hiện ra là bà ở với cái thằng này mấy chục năm rồi. Trời ơi, thôi chết trời. Ông đáng lý ông phải phát hiện liền, ông chặn liền chứ sao? Không biết đâu. Trời, lúc biết là bây giờ tôi phải điều tra. Tôi thấy bà vừa đi điều tắm. Điều tra sao? Bà vừa leo vô bà đi tắm. Tôi ở ngoài tôi nhấn liền. Tôi nhấn cái phone tôi gọi thằng ngu. Bà cha nó, cái phone tụi nó reo. Mở ra thấy trời ơi, vợ khôn gọi. Ủa vậy là sao? Không hiểu hả? Vậy là cái thằng ngu đó là... Thằng ngu đó là tôi đó. À. Nghĩ thôi có đau không? Tôi để bả là vợ khôn mà bả để tôi thằng ngu. Thì đúng rồi, trong mắt mấy người vợ, chồng mình ngu hết trơn á. Ê, nhưng mà tôi hay nghĩ lại cũng hay nha. Đôi lúc mình cũng phải nên giả ngu. Để mình làm những cái chuyện âm thầm khôn ngoan khác. Trời bà ơi. Bà không biết. Thôi, ông không phải người nữa, ông mà quỷ hả? Thôi, đứng nào nói chuyện ông. Leo lên đi lái đi trong nội. Thì là lái chứ, quên rồi. Ê, mà ông đi đâu mà ông đi tới 10 kiển chùa dữ vậy? Thì đi 10 kiển chùa. Bây giờ tôi nói ông nghe nè, sau những ngày làm việc vất vả, sau bao nhiêu năm làm việc vất vả, bây giờ tôi dựa vô chùa chiền để tôi xả stress. Ôi hay quá. Nhiều khi stress lắm ông ơi. Đúng, mình lên trên chùa, mình nghe tiếng kinh, tiếng mõ, mình thấy thiền xuống, tự nhiên mình sẽ có như giảm stress. Hay quá. Ông nói chung mỗi người một cách tu thôi. Ờ? Nói như mỗi người một cách tu. Có người tới thì để tụng kinh, có người tới để ngồi thiền, còn tôi tới tôi làm chuyện khác. Hay. Cái này tôi chịu nha. Người thành công là phải có lối đi riêng. À? Lối đi của anh là như thế nào? Tôi tới chùa đó là tôi trộn dép. Tôi không hiểu nha. Anh không hiểu. Ủa là sao? Lúc đầu tôi cũng không hiểu tôi làm để làm gì. Nhưng cuối cùng tôi tới là vậy nè. Là sao? Ví dụ người ta tới chùa, người trước khi bước vô chánh điện, người ta cởi giày cởi dép, người ta xếp đều hết. Đó là tôi tới tôi gom lại hết, tôi trộn lên. Trộn lên bắt đầu tôi rải hết xung quanh. Đó vậy đó.
Ê ông nội, ông rảnh quá ông nội. Trời ơi ông trộm hết vậy rồi, hơi Phật tử người ta vô người ta thiền ra rồi, sao mà ta kiếm giày kiếm dép của người ta? Xả xì chết là khúc đó. Anh coi cái cảnh mà mình ngồi ở chỗ này mà mình nhìn người ta đi tìm dép ở chỗ kia. Nó vui lắm. Trời ơi ông nội. Ê cái đó là ông tạo nghiệp đó. Bậy, anh nói vậy là anh bậy. Cái đó là tôi giúp người ta chứ không phải tôi tạo nghiệp. Anh giúp sao trời? Giúp người ta từ kinh nghiệm của tôi nè. Sao? Ngày xưa tôi đi chùa đó, xong vợ tôi mới mua cho tôi một đeo dép. Nói chung mà hiệu mà lớn thì nó cũng phải là hiệu lớn. Ừ. Xong tôi vô chùa tôi để đôi dép đó, đi ra ai xỏ mất đôi dép. Sau này tự nhiên tôi nghĩ tại mình để một đôi cho nên họ mới lấy. Sau này tôi đi chùa tôi để bên cửa đông một cái, bên cửa tây một chiếc. Nó muốn ăn trộm nó tìm loài con mắt của nó ra một con. Thấy ông hay nha. Trời ơi không nhờ anh ơi, anh giống như là siêu nhân vậy đó anh. Trời ơi anh điểm nhãn như vậy là mai mốt mà ai mà đi chùa mà thích mang giày hiệu dép hiệu đồ đẹp không sợ mất nữa. Để xa xa một chiếc. Để bên đây chiếc, để bên đây chiếc, tôi mà biết anh sớm tôi đỡ mất mười mấy đôi rồi. Ê thắng xe lại, thắng xe, thắng ê. Ê nó nghe nãy giờ mình chưa chạy luôn á. Tôi coi... chưa có đề máy. Vẫn còn hai hai. Quen. Ủa chị vui à, đi đâu vậy? Dạ tôi đi, tôi chờ xe đi chùa. À mà nãy giờ chờ hoài à. Đi tới tôi dọc dọc đây tôi thấy xe anh mừng quá. Hôm nay anh có rảnh chở tôi đi chùa được không anh? Anh đi chùa hả? Anh ơi duyên, anh ơi duyên. Nói nghe nè, đi chùa leo lên là, tôi đi là. Chùa luôn. Rồi. Leo lên. Làm gì kì vậy? Ê anh. Sao vậy? Tôi không đi. Đi đâu? Đi chùa người ta đi. Tôi chùa. Không đi. Tôi bút là tôi đi một mình tôi. Tôi không có đi chung với ai hết trơn. Anh nói anh chơ vịt gì à, phất cờ lát. Trời ơi anh ơi. Đây, đi chùa cuối cùng cho người đi chung. Đúng rồi anh ơi, mình đi chùa mình hoan hỷ chút xíu anh. Hoan hỷ cái gì cũng được, cái này không có hoan hỷ được. Thôi vậy nè, không ấy tôi gấp quá rồi. Tôi trả nữa, anh trả nữa được không? Xe. Nhất định xe hay không gì tôi cũng không đi. Thôi tôi trả hết được không? Ừ vậy được. Trời ơi con người anh thiệt lúc đi chùa mà vậy đó chịu nổi không? Dạ đây là chị Vui à, coi như là chị hàng xóm của tôi đó. Dạ chị Vui. Dạ chào anh. Dạ con này anh Cu. Anh cái gì vậy? Kiêu à hả? Kiêu à, Kiêu là tiếng Mỹ còn Cu là tiếng Việt. Ai cái trời hả? Còn giải thích thêm ra chứ. Anh ơi tên Cu thiệt không? Tên Cu cái gì vậy? Nói nào ngay chứ chồng tôi cũng tên Cu. Ủa vậy hả? Chị tên gì? Dạ tôi tên Vui. Đặt tên Vui là hay. Ủa sao anh? Tới hồi chết vẫn còn vui. Sao vậy anh? Thiệt mà, ví dụ như bà chết cái kêu trời ơi bà chết rồi vui quá. Vui. Ông này sao mà đi chùa ẻo người ta vậy? Không, vô xe. Em Dạ vô xe. Vô xe đi luôn. Để tôi ngồi trước. Không ngồi với chị. Tôi ngồi đây. Vậy hả? Không muốn ngồi. Kỳ cục. Nam nữ thọ bất thân. Trời ơi anh giữ luôn ha anh. Trời ơi. Xích béo vô. Không có dây mà bắt xích hoài. Thì anh lấy cái đó anh quấn đỡ đi. À mẹ đi xe mày như tội phạm vậy. À bây giờ mình đi chùa ha. À tôi đi 10 cái chùa. À dạ. À, chị Vui chị muốn đi chùa nào? À tôi nói nào ngay á. Tôi nói cho mấy anh biết. Gì? Sao? Từ khi mà chồng tôi mất á, tôi mới ngộ ra nhiều điều. À hay quá chị, ngộ ra điều gì vậy? Ngộ giống tôi á. Tôi thấy cái thế giới này thiệt là khủng khiếp. Mà tôi thấy chịu không có nổi luôn anh ơi. Cái gì mà dữ vậy chị? Cái gì mà khủng khiếp dữ vậy chị? Ngày hôm nay đang sần sẩn ra đây. Ờ. Ngày mai rớt xuống cái rầm chết. Đó bởi vậy vô thường. Cuộc đời vô thường. Là có mình à. Ờ. Cho nên tôi phải lo về chuyện tôi ha. Ờ. Từ khi chồng tôi mà qua đời đó, tôi ăn chay trường anh. Ôi vậy tốt quá. Ăn chay mười mấy năm rồi. Trời ơi ăn chay mười mấy năm. Tôi đi chùa mười mấy năm luôn rồi đó. Qua tốt. Trời chị ăn sao mà ăn chay trường là coi như là sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn hết chị. Đúng rồi. Hả? Sáng á tôi vô chùa tôi ăn cử. Ừ. Trưa tôi ăn cử. Tối tôi ăn cử nữa tôi về. Không ai tính.
tiền đâu mà cắt nữa trơn á. Trời ơi. Sướng hơn nữa đó hả? Sướng hơn nữa là buổi sáng giống như người bình thường phải suy nghĩ coi thử đi chợ đi búa nấu ăn sao. Còn này mấy ông sư thầy trong chùa ló rồi hả? Mỗi ngày còn thay món ăn nữa đó anh. Trời đất ơi. Ê chị, cái đó là mình không có gọi là ăn chay nha chị. Mình ăn chùa đó chị, gọi là ăn chật cái chị. Ăn chật, gọi là ăn chật. Anh này kỳ quá à. Thiệt, chứ gì có ăn chật. Ăn nó, anh giải thích cho anh nghe nè. Chật, tức là chờ. Chờ chật, hay là chầu chật. Á, à, tôi mặt mũi tôi đâu làm chuyện đó. Đúng, nhìn cái mặt chị sang trọng không? Đúng, không có làm chuyện đó. Chị làm sao? Tôi á, ví dụ nha, tôi nói ví dụ như 12 giờ là nó có bữa ăn đúng không? Ở trên chùa có bữa ăn. Xe tôi 11:59 đổ cái cạch ngay trước chánh điện. Hả? Không trễ một giây, không sớm một phút, tôi sắn vô tôi ăn liền anh. Trời ơi. Bà sắn vô ba ăn liền. Ăn, đâu có ăn, ăn chay mà tính toán dễ sợ. Sao mà ăn chật được. Tôi đâu có chợ. Hay quá chị ơi. Quá hay. Đỉnh. Chị ăn vậy rồi mười mấy năm rồi, coi như là bây giờ chùa còn tiếp đón chị không? Ủa nói vậy chứ bà ăn vậy rồi bà không mắc cỡ hả? Mười mấy năm rồi. Trời, cái nết của bà làm sao? Rồi cái nết của mấy người ăn chung. Cái nết của tôi là khác. Cái nết của tôi là rất là đàng hoàng. Tôi ăn là ăn thôi, rồi tôi đi về. Còn trên kia hả, trên chùa mấy bà tới đi chùa mà tao nói hỗn tạp dữ lắm. Sao? Thì luôn hả? Mấy bà sao ngoài vậy? Ăn uống xong rồi hả? Còn đùm túm hốt đem về nữa. Trời ơi, cái đó là không được. Cái đó tôi thấy cũng không được. Ê, nhưng mà nhiều khi người ta ăn là xong rồi, nhiều khi đồ ăn, thức uống sợ bỏ, có mang tội. Rồi người ta đem về, nhưng mà người ta có bỏ trong hòm công đức là được rồi. Cái này không có. Tôi đi theo rình. Không có con mẹ bà rảnh ghê trời. Hòm công đức hết á. Bà đi ăn chà, ăn chùa mà bà còn đi rình người ta nữa. Ăn không không à. Không, không có ai lấy. Cái này là tôi làm chứng, tôi nói thiệt. Có luôn hả? Có. Tôi thấy làm như người ta cứ đi chùa mà có như là thấy đồ ăn chùa rồi người ta tưởng đồ chùa, người ta cứ nhào nhào vô. Tôi kể cho nghe, tháng trước đây nè, rằm cái tôi lên trên chùa, cái tôi thấy thầy bưng ra hai cái dĩa trái cây thanh long không nha. Tôi đếm phải 10 cái vậy đó. Thầy vừa đặt xuống hai dĩa trái cây đó, cúng qua mẹ Quan Âm Lộ Thiên, thầy vừa quay đi định đi lấy cái bình bông ấy nha, quay lại coi như là hai cái dĩa trái cây mất tiêu. Trời ơi. Trời ơi, con cha nội kia chả cầm thẳng hai cái bịch ni lông, cái giờ thầy vừa đặt xuống cây chả hốt vô hết. Ê, cái đó chưa cúng mà sao hốt. Thì đó, tôi thấy chả làm chuyện gì đâu có đúng. Anh thấy chặn không? Tôi chặn. Chặn ơi, chặn đúng không? Lại tôi nói liền, tôi nói anh làm như vậy là không được. Đúng. Đây là đồ chùa. Đúng. Đồ chùa là đồ của bá tánh. Đúng rồi. Đúng không? Anh đâu thể nào lấy cho một mình anh vậy. Anh phải chia tôi một bịch chứ. Trời. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Tôi nói vậy sao mà ông không cho? Tôi tức không? Cái tôi làm dữ lên cái ông nói bây giờ nè, bây giờ một bịch không cho, cho tôi một trái được không? Ông cũng không cho. Không cho luôn. Không cho luôn. Không biết chia cho bác. Thì đó đi. Bởi vậy là tôi nghe đồn nha, như là nghiệp quật đó. Sao? 3 ngày sau ăn thanh long quá lên đường đi luôn. Ủa? À vậy. Ủa? Chắc là mua qua tiểu bang khác mắc cỡ, diễn qua tiểu bang khác đúng không? Không phải. Đi là coi như là đi về nơi xa đó. Ủa vậy chắc về Việt Nam, Nam cho đỡ thèm á. Không, đi xuống thăm ông bà. Ở dưới đai á. Biết sao chết? Biết sao chết không? Tôi nghe nói đó là coi như bà vợ về xin ăn một miếng cũng không cho. Một mình trả giọng hết 10 trái. Trời ơi. Bị mắc nghẹn hột thanh long mà chết đó. Trời ơi, cái hột thanh long nó nhỏ như cái hột é vậy mà cũng mắc nghẹn chết. Thì đó. Trời ơi, cái gì mà nó vô lý là bị nghiệp quật. À, vậy chắc nghiệp rồi. Tâm linh đó. Nói thiệt chứ. Phải tình đúng không? Phải tình đúng không? Phải tình chuyện tâm linh. Ê, nó nghe nè. Sao? Tên là tên sao? Tôi ăn chay hả? Mười mấy năm nha. Cái người giống như nó bay bổng nhẹ nhàng vậy đó. Giống như nó phát sáng hào quang ra biết không? Lúc mà tôi đi vô chùa đó, hai ông đứng hai bên, ông thiện ông ác. Đó. Thấy tôi vô một cái, hai ông lắc đầu. Mà lắc đầu đều luôn nữa chứ. Trời ơi. Mà cái tượng mà lắc đầu mới ghê. Lắc đầu là tại bó tay với bà đó. Không có đùa được nghe. Lắc đầu. Ê, là bó tay. Ăn phi quá. Chùa hết tiền rồi con ơi, ăn phi quá, chùa hết tiền. Ổng mà biết nói, ổng nói luôn rồi. Ổng kia ổng mắc le lử chứ không mà ổng nói luôn rồi. Thì đó. Ê nó nghe nè. Tôi thấy là cái đây là cái hôm nay là cái duyên lắm đó. Tụi mình mới ngồi trên một cái chuyến xe này. Tôi gọi là chuyến xe thiện lành đó. Tôi nói nghe, chuyến xe thiện lành này á, thì thôi bây giờ chị cũng bớt đi rình người ta đi nha. Mai mốt á, đi có ăn trong chùa cũng phải công đức cúng dường vô. Để thầy bà thấy không, nhiều ni nè, nhiều sư phải làm trao, làm đồ này nọ bán kiếm tiền để hương khói cho chùa. Mình đi vô mình ăn không, bỏ không bỏ đồng nào kỳ lắm. Nói bây giờ thôi. Chợ có chở ba đi chùa khác đi. Đừng chở ba đi chùa này, tôi mắc cỡ. Nhiều khi người ta thấy người ta tưởng bạn tôi chết luôn à. Ô mà,
Thôi mà tôi nói giỡn vậy thôi chứ tôi cũng làm công quả ở chùa chứ đâu phải ăn không. Thôi bây giờ tôi tính vậy đi. Bây giờ chị đừng có đi chùa Việt Nam nữa, chị phải đi chùa Thái, chùa Lào, chùa Campuchia gì đi, để người ta đừng biết mặt chị. Ủa? Không phải ăn cay được mà. Không ăn cay được. Ăn chay toàn là ăn thùng Việt không à. À thôi để cho bà ăn chùa Việt đi. Nhiều khi chùa Việt á người ta còn nể nang, người ta không quánh bà, cho bà ăn cái kiểu này á. Đi mấy cái chùa khác người ta quánh nó trào máu đó, không phải giỡn chơi đâu. Đó, nhưng mà nói chung á là cái ráng tìm cái chỗ nào mà người ta cúng nhiều nhiều á. Đó, cho bà ăn bữa đi cho đã. Có rồi. Rồi đâu. Thôi bây giờ tôi chở hai anh chị đi lại cái chỗ này mà người ta cúng nhiều lắm. Vậy hả? Mấy trăm ngàn người cúng lận. Dễ sợ vậy. Trời ơi, cái chỗ này mà tôi nói thiệt là coi như là nó linh thiêng lắm. Cái đình hả? Đình hả? Không, bự hơn cái đình luôn. Ủa vậy? Cái thiền viện hả? Không, bự hơn cái thiền viện luôn. Cái chỗ này nha, cái mỗi một người vậy đó là coi như có một cái không gian riêng nha. Rồi hả, ai ta cũng chịu tâm nguyện lắm. Ai coi ta cũng gõ rồi cầu nguyện. Tai thì gõ, miệng thì cầu nguyện. Đó, cầu nguyện dữ lắm, linh lắm. Quan trọng nha, thiền viện đó là coi như là mấy cái thùng công đức đó là coi như là 3-40 ngày người ta mới gỡ xuống một lần, phải không? Vài tháng mới gỡ một lần. Đó, cái chỗ này là 3-4 tiếng là nó gỡ xuống một lần. Trời ơi, đó người ta phát tâm dữ người vậy đó. Người ta phát tâm, người ta cúng dữ vậy. Ủa, hả? Nhiều lắm. Trời ơi, thiệt đó, chị thích ăn uống mà đến đó ăn uống thoải mái, không bao giờ người ta khiếu nại chị một cái. Ờ vậy cái được á, đưa cho bà à. Tới ngay chỗ đó được. Bây giờ tôi đưa anh chị lại chỗ đó. Ở đó là chỗ nào? Bà Trăng Gà Casino. Một casino mà. Ở đó đó nha, trời ơi, linh thiêng lắm, ca sĩ nghệ sĩ cũng đến đó đông lắm. Ủa, ca sĩ nghệ sĩ cũng tới luôn hả? Trời ơi, ta đến dữ lắm, cúng nhiều lắm. Đặc biệt à, biết quăng the không? The đó, quăng the, lê đó, the là tiếng Anh. À, quăng the. Quăng the đó. Biết cái thằng ốm ốm mà 120kg á. Trời ơi, ảnh coi như nhà một mình ảnh là 4 thùng công đức đó. Để 4 thùng đó, ảnh gõ, ảnh cầu nguyện linh lắm, dạ, rồi dữ lắm. À, thành tâm không? Thành tâm cũng giá dữ lắm. À, có hoài tâm không? Dạ, sơm tham. À, thằng hoài tâm là sơm tham là tại vì nó kẹt cái nhà hàng á. Ừ, chắc vậy đó. Thôi, bây giờ tôi hỏi anh chị đi lại chỗ đó không? Tôi chở anh chị lại chỗ đó. À, mà ở đó có gì đi chứ còn già đâu, tiền bạc đâu mà quanh. Đây nè, nói cho anh chị nghe, hôm nay với bà Trăng Gà Casino là có Thúy Nga Paris by Night, người ta làm 137. Có Thúy Nga, cái bà vui. Quan trọng là làm cái chương trình này hay lắm. Chương trình tác giả tác phẩm 40 năm một hành trình. Bây giờ tôi chở anh chị xuống dưới đó, mình thưởng thức nghệ thuật. À, rồi tí tối cho tôi cho chị ẩm thực. À, đúng không? Rồi khuya khuya cái mình xuống mình giải trí. À, được, được. Ê, vậy ba đứa mình hùng đi. À, đi hùng đi. Hùng đi. Hùng chơi lớn đi. Chơi lớn đi. Chơi lớn đi. Đi qua khắp nơi đi, chơi lớn đi. Hùng bao nhiêu? À, mỗi đứa 5 đồng. Mỗi đứa 5 đồng vậy mạnh ai nấy chơi đi ông. Thì cũng được, miễn sao có ngồi có niệm là được. Đúng không? Nhiều khi còn không có 5 đồng. Ê, thôi bây giờ đi đi. À, đi xuống Thúy Nga 137. Rồi. À, tác giả tác phẩm 40 năm một hành trình. Let's go. Rồi, vô. Rồi, ngồi kỹ nha. Rồi tôi chạy luôn. Đi. Lên lên. Qua qua lên 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 hàng hai liền nha. À, rồi lên hàng hai. Ê, tôi bạn bẻ qua vô vô 91 nào. Ê, vô. Vô. Ê, tôi bẻ qua xong qua bên đó. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chạy ổn quá. Còn có giờ chiếc tắc la chạy đã dễ sợ. Đó, chạy tới rồi nè, tới rồi nè. Chưa, tới. Thêm mặt cô la, thêm mặt cô la. Quẹo, quẹo, quẹo. Đi vô, đi vô. Đi xuống, đi xuống, đi xuống. Đi, đi, đi. Vô. Vô. Sao? À, thay mặt cho Hoài Tâm và Phương Trang xin cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị một đêm xem ca nhạc thật là vui. Xin cảm ơn tất cả các nhạc sĩ đã để lại cho chúng ta những tác phẩm thật là hay. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ chương trình Paris by Night 137. Cảm ơn ạ. Nhớ nha quý vị, tối nay mỗi người một thùng công đức ở ngoài đó.